Ok, hello, xin chào mọi người đã trở lại với livestream của mình. Sorry vì để các bạn phải chờ lâu, tại vì mình mới cài lại máy xong. Oh yeah, cuối cùng thì mình cũng đã vào được trong đây rồi. Mỗi lần cài máy làm lại có vấn đề. Kiểu nó sao á. Rồi. Hello, xin chào mọi người. Mọi người kiểm tra livestream với mình nha, mình còn chưa kịp gắn skin của mình vô trong đây nữa nè. Ông đâu rồi? Tôi đây nè. Tôi là con gà, máy tôi cài lại rồi, tôi là con gà. Chắc là... Mèo thấy tôi là tên Red Hood 7 màu á mèo. Có chữ Star đó mèo, Red Hood cộng á. Tôi thấy ông là Steve. Thấy tôi là Steve là để tôi đổi skin á. Ok, tôi còn vài skin ở đây nè. Rồi, để tôi đổi nhân vật cái nha mọi người. Hôm nay chúng ta stream Minecraft Bear, đỡ đi mấy bạn ơi. Minecraft nông trại thì mình đang sửa lại cái xe của nó. Mình vẫn còn giữ mấy bạn, nó chưa có mất. Mình thiệt là mừng quá. Rồi, xong. Để tôi xem có cái nào... Thay skin. Được rồi, thay skin rồi. Hôm nay tôi sẽ là con gì đỡ đi. Trên kẻ có chỗ thay skin đây, kìa. Tôi sẽ là con chó Bạc Ray. Sao có chỗ hai kia nè mấy? Ok, tôi sẽ là con chó Bạc Ray đỡ nha. Hello. Hello. Sao làm mày có thấy tôi là con chó Bạc Ray không? Thấy. Mà sao không thay skin bình thường? Hôm nay chúng ta phải chờ Tiểu Ngọc nó vào nữa mèo. Tiểu Ngọc hả? Ừ. Ok. Để tôi chỉnh độ sáng lên cái đã. Rồi. Tôi chết rồi, tôi không có vô Discord. Cho nên mấy chị với tôi ngập đi nha. Sao mẹ không vô đi mẹ. Tại vì tôi đeo tai phone, tôi đau tai quá à. Alo, Tiểu Ngọc ơi. Hello Tiểu Ngọc. Chị không nghe tôi nói cái gì đâu. Vì chị không có đeo tai nghe, chị không vào Discord. Ok. Từ để tôi chỉnh cái tai phone với Tiểu Ngọc cho nó nghe cái đã. Sao Tiểu Ngọc nó tôi nói chuyện mà. Mọi người có nghe Tiểu Ngọc nói chuyện mọi người? Hình như là không. Ok, tôi sẽ chỉnh một vài cái tít nhanh lắm. Tút gì ta? Alo Tiểu Ngọc. Quần ở đâu rồi? Không biết. Mà nó còn quần nè. Alo Tiểu Ngọc nói chuyện hả ơi? Dạ, mà con lọc quần của Sin ra nữa rồi. Không có lọc. Bạn nhân. Ok. Trong trong server đời 2 của Minecraft. Chứ tôi xin biết hành không? Ok. Rồi, nói chuyện hả ơi, được rồi đó Tiểu Ngọc ơi. Ok. Alo, rồi, ok, mọi thứ đều ổn rồi. Ủa, thằng này chơi cá mặt luôn. Rồi, bạn nào vô Minecraft Windows 10 thì vô được thì vô nha. À, đúng rồi, những cái bạn mà mình chưa kịp phát quà nữa. Giờ không biết cách nào để liên hệ mấy bạn nữa. Để mình xong cái livestream thì mình lấy hết ID của bạn ấy. Mình sẽ gửi cho bên Nonolai họ liên hệ cho mấy bạn nha. Mọi người nhớ kiểm tra tin nhắn ở trên Nonolai nha, chứ phải trên Facebook nữa nha. Kiểm tra tin nhắn ở trên Nonolai nha mọi người. Nonolai có tin nhắn á. Được xin biến hình. Không. Nãy chết hoàng bên cho mặt quá. Xấu thằng. Rồi, ok. Hello. Anh này phải fan không vậy? Có Tiểu Ngọc nè. Rồi tôi sẽ bật ti tất cả mọi người đây. Ok. Invite player. Rồi xong tôi mời hết mọi người trong bật ti rồi đó. Vô đi. Rồi, tôi chỉnh cái chat nó nhỏ là cái. Chị đeo tai phone chị đau đầu á, chị không vô được có chị nói chuyện cưng được Tiểu okay. Ngọc. Nói chuyện với okay. Ngọc ơi. Ok. Ôi, yeah. Cái màn hình chat của cái Minecraft này yeah, nó yeah. Tối ghê á. Nghe chị nói không? Thì chị nói gật đầu Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Ok, cái phần chat nó nằm ở đâu nhỉ? Nghĩ chơi cưng này, chứ không có chị chơi cưng đâu. No. Cắt ra vậy đi, cho nó dễ chịu. Rồi, hello mọi người. Hello, anh nhau mọi người. Anh hôm nay tụi mình stream lại đây nè mọi người ơi. Hôm nay mọi người kiểm tra giúp mình nha, livestream có giật lag hay cái gì không. Hôm nay mình đã chỉnh một cách rất là mượt mà luôn. Bây giờ tôi thấy nó cũng ngon cơ. Được. Tiểu Ngọc xem livestream có giật lag không mọi người? Không. Comment đi, tôi cực khổ lắm tôi mới chỉnh được đó. Không. Tôi cài máy lại đó. Không có nữa đây. Có không? Theo như tôi thấy thì nó ok. Bây giờ tôi không thấy nó lắc. Yeah. Chị Banda bữa nay bị nhức đầu rồi. Chị Banda bị chóng mặt, chị Banda nói chị Banda chóng chúng ta lại tiếp tục có Hebi. Này, mấy bạn nhìn mặt nó nè. Thì Hebi đang rất là buồn mấy bạn. Sao? Tại vì mình không stream mà bông ếch nên Hebi rất là buồn. Hebi muốn chơi bông ếch. Rồi cho mình nên mình để Hebi ra ngoài này nha. Rồi Hebi ngồi coi đi Hebi. Đó. Mấy bạn thấy cái phòng sạch không mấy bạn? Hebi nó dọn phòng cho mình các bạn. Nó nói phòng mình bừa bộn quá nó dọn cho mình. Bởi vậy nó rất là mệt các bạn. Nó mới dọn phòng cho mình xong. Cảm ơn Hebi nha. Mặt ti hết ơi, mặt tay đi hết. Gì? Ti. Tưởng nó bật tay với anh. Anh đang ra chuyện Hebi rồi. Tưởng em kêu bật tay Hebi chứ. Rồi bật ti rồi kìa. Mẹo mấy nước mẹo tôi mới uống chưa được ngậm nữa. Tôi làm việc mà muốn chết rồi cho tôi ai biết chứ. Tại vì cái nước nó nước đá nó không có tan nó chảy mà nó ướt nhẹp. Thật xếp rồi, ok. Chị em bên đây. Thôi để bạn đúng không? Lấy cái này để lên. Để hồi một hồi nước ướt nhẹp. Làm sao? Một hồi nó chảy nước. Chảy nước. Chảy nước. Mọi người thấy cam của mình hôm nay rõ không các bạn? Cam hả?
Tôi chỉnh cam lên 1080p à. Bạn nào muốn mình chỉnh cam rõ hơn thì các bạn nói. Thấy cam được á. Cam quá rõ luôn là khác. Xem gì? Voilà, các bạn thấy gì không? Phòng của mình. Các bạn thấy phòng của mình không? Nè, Happy đang stream thì mình cho Happy mượn cái iPad đi các bạn. Cho nó đỡ gì. Cho Happy đọc. Tôi nó đổi người chơi mà. Có không? Có. Rồi, giống cho Happy mượn iPad. Comment đi. Cho Happy đọc comment hết. Rồi. Thấy gì không? Oh, quên gắn lên Don. No. Từ từ bạn chồng gắn lên Don cho để mình làm luôn lượt mà. Để mất công mình tắt stream xuống mình quên làm nữa. Có chat luôn của mấy bạn fan này. Có hết. Rồi từ nãy giờ mấy bạn Don là không thực hiện Don. Giờ là mấy bạn fan chat lên là sẽ được thấy trên stream luôn. Nó là cành đào vậy. Hiển thị Don đây. Ủa mà tôi thấy chat của mấy bạn fan nhìn nó ẩn không thấy đường hết. Cái đường hả? À? Ở trên stream á, kiểu như nhìn nó bị mờ. Tại cái nền này của tôi màu tối á. Đúng không? Mấy bạn hiện tên vậy là mấy bạn vui vậy. Mở dòng chữ gì đó hết. Vậy. Dòng chữ gì trên khung chat à? Chữ gì? À Redwood đang stream. Redwood stream nè. Ham thì dĩ nhiên là cái dòng chữ màu trắng đấy có stream rồi nè hả? Ừ. Tao bỏ qua đi trời. Thôi tôi thích để dòng chữ đó nào. Làm sao để đơn vậy? Từ từ nè. Tại em có thấy cái linh đơn liền layer đua. Không mà. Ủa gì? Gì sao? Xong tiếp đi. Mất luôn hết hả? Từ từ mình sẽ để cái linh đơn nhỏ ở đây nè. Thấy từ linh robot đâu? Rồi xong. Thấy mấy bạn đơn thử các bạn. Này mình đơn thử nha, chứ mình không phải thần sinh đâu, tại mình muốn các bạn đơn thử thôi. À mình thay đo não ở đây nè, xin lỗi mọi người, để mình bật đo não lên cũng được. Mình đo não lên thử cái nè. Để coi cái đo nó hiện như thế nào ta, đo não nha, chứ mà đơn thiệt đâu. Đo não. Đó. Thôi cái đo nghe đây đẹp rồi nè. Rồi, cảm ơn bạn nha. Ờ quên, lộn. Tôi lộn, tôi bị liệu, tôi đo não xong tôi thấy cảm ơn. Ông kéo cái đo xuống vô mà đúng á. Thay đổi đơn cái đó đẹp, nè đo thiệt nè. Cảm ơn mọi người tấm lòng nha, không, đo nghe đây đẹp mèo ơi, đẹp. Ừ. Ở dưới khung cam nó rõ hơn. Ở dưới cam hả? Ờ. Ok. Ở dưới á, hiểu không? Nó nằm như ông cho nó xuống đây nè, hiểu không? Hiểu không? Cái gì? Ông cho nó xuống đây nè, hiểu không? Đây hả? Đây nè. Bạn nghiêm tiếng bắt nha. Hút cho mình và bên ta nằm ở giữa cơ cái. Nãy đo nó không hiện lên tại nãy mình chưa quên bật cái linh đo bạn. À còn cái top don nữa tôi chứ. Cho mình và bên ta nằm ở giữa đây cũng được nè. Ok, top don thì hiện tại mình sẽ mở là 24 giờ trước thôi nha. Cái gì nào? Không có gì. Giờ tôi để cái top don nè. Ok, top don. Nãy giờ quên chỉnh luôn. Mấy bạn gấp mình quá, mình đọc comment các mấy bạn kêu sao lâu quá, quá trời luôn. Bởi vì mình phải bật stream lên liền chứ kịp chỉnh nha mấy bạn ơi. Rồi xong, ở đây một cái top don, ở đây một cái top don nữa. Rồi xong. Có top don này nè mọi người. Mấy bạn thấy ổn chưa? Rồi, được chưa các bạn ơi? Được rồi thì mình cùng nhau stream thôi, chơi Minecraft Bear nè mọi người. Thả okay. Con cho mọi người ơi, nãy giờ để mọi người chờ lâu, xin lỗi mọi người, mình sẽ thả cho mỗi người 50 đồng nha. Mỗi người 50 đồng xu và mình sẽ có số lượng là 20 giải luôn. Rồi xong, cho bạn 20 giải luôn á. Rồi 5 phút nữa, mà khẩu số là Redwood nha. Rồi, gửi. Úi, mỗi người 20. Ủa, tốn 1.000 xu luôn. Cày thế. Tôi còn có 2.000 xu rồi, tôi thả cho mấy bạn hết 1.000 xu rồi. Được luôn, cho mấy bạn luôn. Rồi ok, bắt đầu chơi Minecraft nè mọi người. Vô. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gì đầu tiên đây mọi người. Rồi để tôi bật ti cái đã. Bật ti rồi nè. Ti hết chưa? Tôi thấy có mấy bạn ở đây nè, không biết có thêm bạn nào không? Có bạn Jenny cũng đang on nè, nhưng bạn Jenny không có vô. Nó có bạn Jenny nè, Jenny nè. Mà Jenny đâu có chịu vô bật ti đâu. Jenny đâu chịu vô bật ti đâu, chịu. Jenny không thích chơi bật ti bạn ơi, Jenny thích ở ngoài đang việc stream thôi. Đúng không Jenny? Chắc vậy rồi. Mình hỏi bạn mấy câu bạn phân tâm nữa, bạn không tập trung công việc được. Ê mình chơi chúng tìm đi. Chơi chúng tìm thì lâu rồi tôi chưa chơi chúng tìm. Là chúng tìm thì dễ nè, mấy bạn vô lẹ. Tôi ghét cái Minecraft chat này quá vậy. Email đâu? Email kia. Ok, mình sẽ mút chat luôn đi mấy bạn ơi. Đó, vậy đi cho nó dễ chịu cho bạn khỏi thấy cái đường đen đen trên màn hình. Đi. Ok, mọi người thấy cái khung stream mới của mình nó nhìn gọn không? Ủa? Mình làm cho gọn nhất có thể rồi đó. Cái này đùa của ông đang nhúc nhích được rồi hả? Ừ, nó nhúc nhích rồi. Chỉ thương quá nhạc. Ừ, tôi mới làm luôn. Gọn kìa. Cách nào làm nó nhúc nhích rồi? Ô la ve. Mẹ chọn cái khu ô gì vậy? Ông làm gì trước rồi? Chúng tìm hả? Chúng tìm hả? Chọn lá bàn đi, thì bây chọn lá bàn đi.
chọn lại lóc là có hết đi. Rồi. Rồi luôn. Tôi lóc gì đây? Rồi luôn rồi. Lóc qua lóc gỗ. Tôi làm cái lóc gì đây? Chúng ta có 4 phút để đúng này mọi người. Đốt vậy luôn hả? Em là người đi săn luôn biết đâu chứ. Tôi Ngọc là có gì à? Bỏ qua cho anh nha, tôi Ngọc. Các bạn một tiếng bánh nha. Ai đâu. Skyward đi anh. Thôi, Skyward anh không biết cách đặt lóc nha, nhanh. Khác đi, chỗ nào họ đã đang mít chết thì giờ. Kiểu chỗ nào kính kính hết đúng. Cái này cái thằng khùng đó, hay chưa? Đồ luôn là Tiểu Ngọc cái gì Tiểu Ngọc? Thằng khùng là Tiểu Ngọc hả? Tiểu Ngọc nó nói gì nó đánh thì cái gì vậy? Heavy đi cho chúng nó đâu vậy? Con trốt vậy luôn hả Heavy? Ai đó tha cho Heavy đi. Tha cho nó đi nó nít mà. Trời ơi. Heavy chết rồi hả? Không, nó không có chết nhưng mà nó lại chui xuống dưới nước. Heavy nấp gì hả? Cá. Heavy trốn đâu nó vậy? Tôi nghe cứ nghe mèo trời ơi hoài. Nó không có trốn, nó ra giữa đại sạch, nó nằm ngoài đó đó. Ok, Heavy khôn đó Heavy. Ok ok. Yeah, con không kiếm cool. Đồng loại của con trống chung mà con lại trốn chung với trái dưa hấu hả Heavy? Cái chơi này nó lại luôn quýnh con. That's cool. Phiên bản bao nhiêu vậy? À, anh đang chơi Minecraft phiên bản 1.16.201 thì phải. Trái dưa hấu này sẽ làm lộ chỗ của con. Hello, hello mọi người. Heavy nó trốn lộ liễu vậy mà không ai biết nó luôn hả thầy? Cái hello bạn D nha. Heavy là lóc gì đâu. Hello bạn Thư Di. Mình đang trốn nên mình không có đọc tên hết được mọi người đâu. Anh thấy tên nào à? Nhìn kẹp mắt à, mình đọc mà hello bạn Trâm Phan. Ông có chỉnh sửa gì, ông chỉnh đi. Thôi, thôi tôi không chỉnh sửa gì đâu. À, để tôi coi mấy bạn. Không hề luôn, không hề thấy luôn. Heavy nó trốn vậy mà không ai thấy nó luôn á. Trốn giữa đường, giữa phá. Tôi nghĩ là xe live stream, cảm ơn em. Không ai bắt tụi mình đâu mèo ơi. Ờ, à, Nguyễn Kim xe live stream luôn. Thanh Kiều em. Heavy nó trốn gắt quá. Nó ra giữa bàn dây thiên hạ nó trốn luôn. Ồ, bạn Quỳnh Tấn Lập đang top 1 đâu nè. Tiếp theo bạn Thanh Phúc, bạn Nghiêm Tiến Bách với bạn Nguyễn Kiên. Bị dính cái trắng trắng kìa. Trắng trắng phải gì nữa? À, cái khung Minecraft của tôi ấy mà. Đó là một tấn lọc nha, đó chính chị mèo của tôi nè. Đây, em chỉ là trắng nè. Trắng ăn chơi chứ gì? Ba lóc gỗ nè. Chơi anh chứ gì? Rồi, anh sẽ chết cho hết trắng. Chết Heavy rồi con ơi. Trời ơi, nó không biết luôn kìa. Cầm cái kiếm lên, cầm cái kiếm lên, thằng nào lại là con quýnh á. Ờ, nhưng mà nó thấy cái kiếm. Dễ dàng. Ok. Thằng nào mà lỡ chém con chém á. Tao full team đi kiếm luôn. Thằng Linh ơi. Dễ dàng. Rồi, nó đã thấy hết trắng chưa bạn? Chuẩn bị. Từ từ. What? Kệ nó, đánh. Rồi xong chém. Chạy đi kiếm thằng dưa hấu đi. Còn có 1 phút 5-7 giây nữa à. Mấy này làm không lại đâu. Đó. Chạy đi, thả con thằng dưa hấu trốn đâu mà nhớ không? Trên đây mà. Đây nè, đây nè. Ừ, chạy hẳn rồi. Thôi cái nước của mèo làm gì mà ngon với mèo. Mèo làm món nước gì vậy? Phải ngon dành với tôi chứ gì. Nhất dưa hấu này mày. Ui nước. Nước chôm chôm. Ghê. Nước chôm chôm á. Ngon quá hả? Có luôn hả? Còn cái lóc này nè. Có. Còn thằng này nè. Mày đi kiếm cái lóc này nè. Thấy không? Đi kiếm đó. Nhìn mày, trời. Heavy quanh ẩu. Còn một lóc gỗ. Quá trời bạn trúng luôn nè. Có bạn Gia Si Ngọc nè. Nhìn tưởng là bạn Jenny không? Có bạn Gia Hân, bạn Holy. Tôi có trúng không? Không, không có mèo ơi. Sao tôi cũng lắp nha. Em vừa táp ra em thấy em rất tiếc. Ủa? Rồi thôi. Cái bậc người tấn lọc nha. Nay stream một thời điểm luôn anh. Trời. Chứ còn gì nữa. Chứ còn gì nữa em. Anh chỉnh stream rồi. Với lại anh mới thay vô máy anh từ 64GB thành 128GB. Anh cảm thấy mực là mực mà mấy bạn. Ông hạ hình bà Banda xuống chút đi. Tại vì lúc đón lên nó che mất kêu cái hình đây ở đua. Cảm ơn bạn Nhật Pha nha. Đó. Xin lỗi vô trễ không sao em. Nhật FA mà. Ủa Nhật FA à? Tôi đúng chắc rồi. Tôi đọc không kịp á. Kiếm đi con. Hôm nay Nono Live không có thông báo. Vô nhà, muốn đang trong nhà, thấy không? Kìa đi. Ôi chơi chơi đá stream nữa bạn. Hãy bên đá stream mình. Cảm ơn bạn Lê Bảo Lâm nha. Tặng chị mèo. Cảm ơn Hoa, bye love you em. Ủa là lóc cuối luôn á. Còn ấy, tính ra còn tôi là người cuối cùng hả? Oh shit. Oh, no, đây, còn 9 giây nữa, còn 9 giây nữa, game là dễ rồi, lêu, tôi đây nè. Có ai muốn làm gì tôi không? Trời, còn 3 giây nữa nè, ôi, tôi là người cuối cùng, lêu, ôi, gà. Thôi, đúng là công nhận cái skin con chó mực này hợp ghê á. Con này nó giết nhiều nhất nè, có tôi là trốn lâu nhất luôn, 3 phút 52 giây thắng luôn các bạn ơi. Lần mà tôi chơi cho ông coi nè. Trời ơi, miễn bạn không đá stream tôi, thách bạn tìm ra tôi bạn ơi. Tôi tưởng nó vậy là tôi
Tôi không thoát đâu chứ, tôi nghĩ là tôi sẽ bị bắt nhanh thôi. À nhà sao tôi quay quay lại tôi thắng luôn ta? Để rồi coi. Vì game dễ vậy? Để rồi coi. Có ai lắc gì không? Có ai thiệt luôn á, có ai lắc gì không? Cảm ơn bà Phan nhận nha. Anh cũng chơi nông chạy hả? Nông chạy bị lỗi rồi. Nông chạy bị lỗi rồi bạn ơi. Hai thùng máy gì? Hai PC mới rồi, cái nông chạy nó bị lỗi rồi mấy em ơi. Super plan. Thế hả? Super plan. Cái nhà chúng ta còn không hút? White pool. Ờ, có chung là còn á, Tiêu Ngọc. Ok. Book sale, off clip. Ok, mọi thứ mình sẽ... White pool, ok, mình sẽ làm cái này. Ủa? Tôi muốn chọn cái đó lên mà. Vậy? Ông chọn cái lắp len hả? Ờ, tôi không biết tôi là lắp gì, ai biết đâu. Tôi đang là lắp gì đây? Lắp sách. Khó len nè. Em khó len nè, được em. Anh là lắp sách nè em. Anh nào? Tao. Ôi, tẩu vậy? Tẩu vậy bạn? Bạn nghĩ bạn tuổi gì? Hai bạn này tuổi gì mà nhào lên đánh mình? Rồi luôn. Vừa vô làm kẻ giết người luôn. Hai bạn này. Rồi ha. Mèo là kẻ giết người chung rồi hả mèo? Ta đi kiếm được trốn. Gì đâu. Rồi nè, tôi nghe tiếng nè, mấy ông này đừng có giả chó thách tôi. Gì vậy? Tôi nghe hết. Ông ngẫm cô tỏi hả? Tại tôi ngẫm đâu, tôi là người đi bắt người ta đầu tiên luôn mèo. Kìa, coi tội nghiệp không kìa. Đó, rồi tới liền luôn nè. Ông là người đi bắt hết. Nè. Ôi, đè ship hai cái, ở đây fan rồi. Ôi, chạy đi đâu. Tội nghiệp quá. Đừng có mà đùa với tôi. Sao tôi sẽ bắt hết. Mấy cái chỗ này có chỗ nào trốn kỹ không ta? Sao mà trốn được với đến hút? Mở mắt to ra mọi người. Cái này trốn đâu mình biết hết. Không thấy tôi, không thấy tôi. Rồi, thấy rồi. Kiểu như có chỗ nào mà là cái động bí mật không? Nhầy. Có chỗ nào có là cái động bí mật không? Cái động bí mật hả? Không. Chị mẹ bắt được Tiểu Ngọc rồi. Chị mẹ bắt được Tiểu Ngọc rồi. Còn hai người cuối, mình còn tới 3 phút lận. 3 phút thì có hai người là dễ lắm. Lắp lá đó là xong. Trời ơi, vô thì vô tận giải rồi. Lắp lá ở đâu ta? Lá ơi lá, em ở đâu lá ơi? Lá ơi, đậu hũ lá ơi. Bính em. Anh tới nè lá ơi. Không có đeo tay phone. Lá còn xanh kia. Chị mèo đâu đeo tay phone đâu. Hả? Lá đâu rồi ta? Mọi người nhiều khi lá trốn đâu trong công viên nè mọi người. Còn không ra công viên được. Cảm ơn bà Phan Nhật nha. Mai có stream không? Có em. Anh nói là từ đây tới cuối tháng này nè anh trả stream. Còn stream... Ơi lá kìa. Đó. Nè nó chạy luôn nè. Đánh đi. Ê. Bạn ơi. Trời chết lá rồi. Ủa sao lá bỏ chạy vậy? Không biết. Chưa ai tìm thấy lá mà. Ôi tôi đứng top nè. Ôi tôi đứng top. Cảm ơn bà Trần Lưu Ngọc Yến nha. Bị mèo chém chết đau quá. Chị Panda bị bệnh rồi mấy em ơi. Chị Panda bữa nay nhức đầu chóng mặt rồi, không có stream nổi. Bả sao ke bả mèo, bả ra ngoài bả mở karaoke bả ca hả mèo? Phải không? Ừ. Tôi biết chắc luôn á. Tôi có đoạn clip quay lại cảnh chị Panda karaoke. Nhưng mà chị luôn tôi sợ nhà bán quyền nên tôi không dám bật. Hay là giờ tôi bật hình đó các bạn, đừng nghe tiếng nha, đừng nghe giọng của chị Panda hát. Cười quay. Con Happy. Cảm ơn. Mèo ở cho Happy coi trước này nha. Thấy rồi. Happy ngon. Thấy chưa? Ngon. Happy thấy chưa? Trời cười. Nè tôi có này hay lắm nè. Mai lò. Gì vậy con? Dạ. Happy làm gì rồi? Không coi bảo quà vào thiên nhiên thôi. Nè, các bạn coi nè, từ. Có là cắt ngắn cái đoạn clip ra không ta? Nè có từ. Cho bé Happy lần 2. Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Bách nha. Cảm ơn. Nguyễn Tiến Bách. Cảm ơn anh Bách. Bách. Sao tôi có cái này nè. Từ từ. No. Gì vậy? Bạn này tôi đang cho mấy bạn mở đồ lên cho bạn coi. Tự nhiên nhà luôn quýnh tôi. Bực mình luôn. Chưa gì hết, nhà lại quýnh rồi. Bực mình luôn. Đang mở clip chị Panda cho mấy bạn coi. Xong. Tự nhiên cái lọt cái lóc lá ngu xuẩn này chứ. Sao? Hút đừng với em, anh hút. Ok.
cây. Ok. Chú mấy chỗ nào mà giữa đường á? Chú chết hả chị bà nội? Thề hồi nãy chú giữa đường á, đau lắm mới chết. Ừ. Rồi nè, giờ bảo tiếp cho bạn coi nè. Cái kỹ năng trốn tìm của tôi nó hơi bị gọi là siêu đẳng. Rồi ông này đá stream rồi, thanh niên chơi kỳ. Em chém anh là anh ngồi nghỉ cho mấy bạn coi Banda múa kiếm. Em biết đi ra chỗ khác đi, anh chị em coi Banda múa kiếm. Bà chị Banda ngoài nhà múa kiếm. Dạ em chém anh là nghỉ coi Banda múa kiếm đó, em đi ra mau. Em làm gì em làm đi, thì em cứ làm. Rồi đúng rồi. Rồi nè, giờ anh mới dám mở Banda múa kiếm cho bạn coi nha. Nè, tôi cho coi quà nhập thiên nhiên nè. Cái khúc mà đánh con chó kìa. Không, cái khúc đó tôi không có. Tôi chỉ có khúc nhỏ vậy thôi nè, bạn coi đỡ nha. Đâu, đang làm gì? Rồi, nhỏ vậy thôi. Chứ tôi cho coi hết thì mấy bạn lại bảo tôi dìm chị Banda. Tiếp đi, tiếp đi. Rồi, xong giờ chắc là giờ tôi chuẩn bị. Tôi còn nhiều cảnh lắm, tôi có cảnh heavy á. Rồi bạn chuẩn bị móc kiếm và chém anh chứ vậy. Em bảo vệ anh đi, em cho em coi tiếp. Tôi có cảnh rồi bà Banda bà dí thằng heavy có quánh nữa. Ra ra coi, ra coi chị Banda xong là tôi có cảnh heavy nằm khóc nè, bạn nào muốn coi không? Ê, coi nè, coi nè. Heavy nằm khóc nè nào. Nằm khóc rồi, đồ chơi với bạn. Tôi cảnh cái bạn heavy khóc rồi, đồ chơi nè, bạn nào muốn coi không? Cho bỏ tạch mốt nó khỏi giám khóc nè. Cho con mốt còn còn nào được chơi nữa hết. Đây em có cảnh Happy khóc là được chơi không? Đừng giết tôi. Ủi cảnh Happy khóc nhìn đồ được chơi nhìn buồn cười ấy. Cười ừ. Ơi con quậy con đồ đồ chơi là thế nào con cũng sẽ lên sóng stream. Muốn anh. Ôi mặt nó khóc ghê mấy bạn. Nó khóc bù lu bù lo, nó nằm đóng dưới đất nó khóc. Quậy đồ chơi. Rồi tôi mở cái đoạn này tôi ngồi tôi buồn cười đấy. Nè mình bô lại cho bạn coi thử cái hình này nha. Cái mặt của nó nè. Rồi chị em vậy là đủ rồi. Tí nữa đi. Em me em giết anh đúng không? Em có tha cho anh không? Thôi anh đi. Anh đi qua chỗ khác anh trốn rồi. Em đừng giết anh nha. Dây. Ông lắp lá hả? Tôi lắp gì kệ cha tôi. Hồi nói cái gì. Đâu vậy? Bước đi mau. Cảm ơn bạn Trần Lưu Ngọc Yến đã đón cho chị mèo nha. Cảm ơn Yến nha. Đọc tên em đi, em không trúng thưởng, buộc tội em ghê á. Tại vì nãy anh phát lần, nay ngày phát lần các bạn ơi, chứ phát hoài. Ê! Mày không có coi cái gì vậy? Cảm ơn mày cho luôn Yến. Mày ú lộn rồi, xong tôi chết luôn rồi, xong game rồi. Xong game rồi. Rồi, trời cuối cùng giết tôi luôn rồi mèo. Buồn ghê á. Tôi là người trốn lâu nhất mà, sao không ai nói tôi hết trơn vậy? Cái game này giờ nó trốn hơi khó xíu. Cảm ơn Nguyễn Nghiêm Bách nha, cho bé Happy hết tầm tiền rồi. Ôi ôi, bạn Nguyễn Nghiêm Bách này vừa vô là thấy Happy là cho Happy hết rồi. Để anh cho em coi cảnh Happy khóc. Cảm ơn Nghiêm Bách nữa kìa, anh Nghiêm Bách tặng quà Happy kìa. Cảm ơn anh Nghiêm Bách đi. Cảm ơn anh gì Nghiêm Bách. Nghiêm Bách. Khó nhớ quá hả? Cho coi Happy khóc nè. Thôi con quậy là đồ chơi. Đợi đồ chơi nữa đi. Happy năm nay mới có 10 tuổi bạn nên nó còn đợi đồ chơi. Đâu. Mấy tuổi rồi Happy? Hả? Mấy tuổi hả? Mười tuổi. Năm nay lên một tuổi. Không, mới 10 tuổi rồi, đừng có xạo. Đừng có độn tuổi lên bạn ơi. Mà thêm bị nhỏ xíu rồi. Tin thật thâu. Tin luôn. Nhỏ quá này tin. Quay nồi cơm. Con thiệt luôn hả, lúc nào cũng vậy hả? Thêm bị ghiền nồi cơm điện hay gì vậy? Gì? Bị ghiền cái chỗ mà lộ thiên á. Bị đam mê vậy á. Ôi, tôi là giết người mày ơi. Ebi còn địch nữa, ngồi chơi còn địch nữa Ebi. Thấy không? Thấy không? Thấy hợp lý với nhau chưa? Anh hút làm giết người hả? Ừ, anh là giết người đúng không? Ghê nhỉ, đừng giết em anh hút. Ok. Cái gì con? Gì ai không? Ok mình để góc này nè bạn ơi. Ôi sao này nó biết mình ta. Có hát không vậy? Chắc hát đó, chắc hát đó. Cảm ơn bạn Kien nha. Anh chơi game kinh dị đi anh. À các bạn muốn mình coi mình chơi game kinh dị không? Bạn nào muốn comment này. Các bạn vậy? Coi mình chơi game kinh dị không? Oh no. Game gì ta? No. Nữa, ông nội nữa.
rồi luôn, bị dắn server luôn chứ. Đúng rồi, chỗ khác chỗ khác đi em này. Chỗ không đúng rồi. Có, em nào cũng có hết, nhưng mà tôi mở lên là từ mấy ngàn người xem, tụi còn có mất cách còn có 1.000 người luôn á. 2.000 người, đây 2.000 người á. 1997 luôn kìa thôi. Thì 97 thì mấy bạn được xem á. À rồi John liền chạy liền đủ tiếng Ngọc kìa. Rồi em đi rủ mấy anh này qua đây chém anh luôn chứ gì. Được lắm, em được lắm, em được lắm, em đẹp lắm em ơi, em đẹp lắm anh yêu em. Chơi game gì anh ơi, vậy em mua hàng đi nãy. Em chơi máy tính á, mà em muốn mua hàng á, nó gặp nhiều vấn đề lắm em ơi. Thứ nhất là vùng chơi nè, thứ hai là cái vấn đề mà mua anh từ vùng khác mà cả anh chỉ em hỏi mua giùm em thì nó sẽ bị lỗi. Anh đã gặp trường hợp có bạn đó có game luôn mà cho không được, anh cũng chả biết sao luôn, có game vô mà không cho tải, bạn nó để game là có rồi mà không cho tải, quen đau đầu. Ổng mà tại game ổng đấu quá à. Ừ, lần đầu tiên ổng kêu người lại mà không phải lại hết trơn, tính ra game mà tôi tặng cho ổng luôn mà ổng vẫn không chơi được, tôi chả hiểu sao luôn. Tôi đang tội nghiệp cái ổng ở trong game xong kìa. Dạ em muốn quýnh lộn không? Rồi, dứt, anh em chiến nè. Chiến em ơi, chiến, quẩy đi em ơi. Hai bạn này chơi bằng điện thoại gì, vuốt tệ vậy. Em chơi bằng máy gì em? Anh biết là trong điện thoại vuốt cực lắm em. Rồi sao mà hai em chém chết anh, là anh dặn anh tắt phim đây. Buồn quá, tắt phim đây. Em đẹp lắm anh yêu em, anh tắt phim đây. Thôi, chơi game kinh dị các bạn ơi. Happy chơi game kinh dị, coi game kinh dị không Happy? Chơi, chơi luôn coi. Chơi. Chơi game gì? Anh chơi kinh dị bắt ma chứ không? Minecraft hả? Ừ. Ok bây giờ để mình bao luôn, cái mình mở game kinh dị các bạn. Bao lại các bạn ơi. Tôi phim kinh dị á. Ok mình bao thì mình mở màn hình lớn lên. Cho tôi biết mà hay bị quậy khóc là đồ chơi đi. Ok trong lúc mà mình bao lại thì mình cho các bạn. Mình luôn đó con. Mình cho bạn xem Happy khóc quậy đồ đồ chơi nha. Chịu Happy. Ừ mẹ vẫn còn sống rồi hay á. Nhưng mà giờ thì đến lúc coi Happy khóc quậy đồ đồ chơi rồi. Nè cho bạn coi toàn cảnh này nha. Ý sao đứng hả? À mở game lên nó lót xíu hết. Rồi xong hết rồi. Các bạn mà chơi luôn yến nha. Cái đó để thăm xuống chỗ bên hối thôi, bây giờ bên góc đi. Ok từ từ nè, đây là cảnh Happy khóc quậy rồi được chơi nè. Mua cho con đi mẹ. Mẹ con làm tí đi con, làm tí là cảnh đó đi con. Xe A nha, anh chơi game nào sợ thật sợ nha. Ok em luôn. Game này thì anh cảm thấy thì không sợ, nhưng mà bạn anh thì nó sợ lắm. Đúng không bạn Kien? Bạn Kien có đang xem livestream không? Từ từ mình vô Discord của bạn Kien cái. Ê tiếng Ngọc đổi Discord đi tiếng Ngọc. Rồi. Em đây, em đây. Bỏ vô chạy mất rồi. Anh đâu? Kien vô đồ cho mình cái xong trốn rồi bạn ơi. Em sẽ vợ đi kiếm mình luôn hay bị. Ông giờ ông cả thêm mình. Chào mừng bạn nữa. Chúng ta 13 thứ rồi. Yeah, thắng. Rồi, để mình mới thấy mình hết. À, chuyển qua Discord phòng game đi Tư Ngọc ơi. Vô phòng game, vô phòng game Kerem Set Go quá Tư Ngọc. Rồi, Phasmophobia. Mình đang chơi cái trò. Hello. Hello. Hello bạn, bạn vô bạn don cho mình, bạn kia mình chơi cái kinh dị chơi mà. Qua đây đi. Hôm qua nói gì, tôi sợ mà. Tôi sợ mà bây giờ tôi phải chơi cho tôi đỡ sợ. Đây, rồi xong. Cái gì các bạn? Anh kêu muốn chơi game gì? Ông Phasmophobia, em có game đó không? Chưa mua rồi. Anh gửi cho luôn nè. Anh là anh thương mấy em lắm. Em nào có game anh tặng luôn cho rồi. Thế còn em sao? Thế còn em sao? Em có game này em ơi. Em ở nước ngoài em đỉnh quá rồi. Em kia em đỉnh quá rồi. Em ở Canada. Hồi nó nhớ nha, ngồi coi cái mặt y chang gì nha. Hồi đưa cái mặt đi coi cho hết nha. Rồi coi cho cảnh Happy khóc đầu quà tiếp. Tôi có nhiều cảnh Happy khóc đầu quà lắm. Ê có cái lúc này cái mặt tôi tóc dài nhìn kinh lắm nè mọi người. Cái hình này tôi chụp y như ma luôn á. Em nghĩ em nên đi vệ sinh trước khi chơi game. À anh cũng nghĩ em nên làm vậy á. Ê sao có mấy cái hình mà tôi kiểu tôi muốn cho mọi người xem mà xem không được ta. Thì em coi thôi chứ. Nè, có mấy cái hình này nè, kiểu mấy cái hình mà tôi chưa giờ đăng lên trên mạng hết á. Thì em mở lên anh để thôi. Tôi có hình của chị Panda, tôi có hình chị Panda. Coi tôi có nhiều hình lắm ta. Ê, coi lại.
Không, có cái hình tôi có hình của chị Panda nè. Nè. Thấy không? Chỉ cho chị Panda đang ngồi cầu ước. Ok, gửi cái em cho Tiểu Ngọc nè. Ủa em xài cái nick gì vậy Tiểu Ngọc? Đây, bắt cái hình này cho. Thôi, nó đụng vô điện thoại đấy đúng không? Mở hồi trúng hình bậy bạ nó khổ. Không, cái hình này. Ôi, Tiểu Ngọc xài nick gì vậy? Cho Tiểu Ngọc đi mình sẽ ngồi. Tiểu Ngọc sẽ ngồi. Ok, trong lúc Tiểu Ngọc đi xin thì mình sẽ cho ông xe, ông xe ba, ông xe qua cho hai bên ngồi coi kìa. Ok. Rồi, vô. Thôi, cũng ngồi coi cho hết nè. Ok, mấy bạn thấy cái hình mình có bầu chưa? Cái lúc này là mình mặc kinh dị luôn nè. Cái thôi bẹ. Ờ, cái này là kiểu tôi cố gắng tôi phình bụng ra nha. Cái tôi bóp lại. Có cái bụng rồi. Thôi vậy, mèo nói vậy tôi không muốn cho bạn coi nữa. Thôi, coi đi. Thôi, coi mày phán xét nữa. Tôi biết cố gắng phình bụng mà biết rồi. Đây là tôi có hình của mèo nè, mèo mặt xấu như điên. Nè, hình không có filter nha bạn. Thấy không? Mình chụp mèo qua hình cục gạch. Kỹ nè, mặt của mèo nè. Đâu ra? Không mắc luôn. Tôi đang làm gì trong cục gạch nè? Nè biết. Chụp hình trong cục gạch. Tôi có cảnh mèo đi karaoke nè. Xạo. Thôi, không tin thôi. Tôi có hình mèo đi cu chì nữa nè. Có. Có, tôi có hình mèo với tụi anime nè. Có. Vui lắm. Nè. Đâu? Ý, thương quá à. Tôi có hình mèo tụi anime nè bạn, thấy không? Ok. À, nó cho tôi đi. Sao chụp cho cái đó làm dấu hết vậy? Đâu? Rồi. Ok, tặng nhớ thì tặng em xài nick vậy anh mới tặng cho em được. Em xài nick cho anh quét quẹt quẹt quá. Này nó bị nó hack, nó bị ban vậy bạn, nó đổi nick nhiều bạn, thấy mình hết biết xài nick gì luôn rồi. Cái chuyện là đi. Ok. Đúng là lớn chứ nút. Ok. Rồi, em xài nick gì? Tiểu Ngọc là bé đất giới nha mấy em. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc anh. Tiểu Ngọc hả? Tiểu Ngọc không phải trai của mình. Này có ban Tiểu Ngọc, mắc công anh chơi chung với em bị ban rồi, nó đi nó cùng nó bỏ anh hết. Cái này dính ban hả? Mà mình còn tiếp tục nha. Cái nick mà hình con bỏ. Con bỏ là anh con gì trời, anh có quá trời bạn luôn, tại sao anh kết bạn nhiều chứ vậy? Hình chuột lan, anh chưa kết bạn với em hả? Có không? Ủa nick kia em bị ban nữa hả? Nick kia em bị nút lên hết bị ban lắm. Tiểu Ban gì Tiểu Ngọc? Rồi đặt tên, nick nó tên gì? Nên tên Tiểu Ngọc đúng không? Tiểu Ngọc á. Ok, anh tìm bạn nè. Này nó bị ban suốt ta. Quanh năm suốt tháng chơi game là để bị ban thôi, đam mê thiệt. Nút tiện nhất, đã lớn lắm. Đang đâu đi kết nào vậy? Anh sợ Tiểu Ngọc là anh thấy quá trời Tiểu Ngọc luôn nè. Tiểu Ngọc em có dấu cách đồ ra không? Không không, dính liền luôn, có hình con chuột á. Tiểu Ngọc em đâu mà chị vô với Tiểu Ngọc. Chị đang đi tìm em á cho. Mèo chơi game này không mèo? No. Anh không thấy em luôn á, nó thiệt luôn á Tiểu Ngọc. Em sợ nét anh đi Tiểu Ngọc. Ok, anh gửi profile. Ok. Profile cái nào ta anh? Của anh là đô cát đó Tiểu Ngọc. Để anh đổi là hành profile anh đi, để cho mấy bạn nào có muốn kết bạn anh và friend gì là anh. Để anh gửi cái số. Mời chị vô Discord luôn. Nè, thì sẽ team community sẽ rất với em rồi xong. Alo. Hello. Giận. Nè. Hello. Chị giận nghe mày tưởng gặp nghỉ chơi cưng. Rồi các bạn ơi, mình đang bật stream nha. Đừng có hối. Game kinh dị. Đừng có hối. Rồi kệ tôi gặp. Nick mình để hình con bò đó bạn. Con bò cầm cái gì ta? Cái nước đi hết. Cầm cái bao lì xì màu đỏ. Bò. Thôi tính nói mà thôi. Ông ăn hết chùm chùm của tôi rồi. Oh no. Rồi Tiểu Ngọc ơi, thấy chưa? Em fan nè. Anh chưa? Ủa, anh có code không? Code gì thì anh gửi cho em nguyên cái link ID của anh luôn đó. Mình nhìn cái code của em nè. Đâu đưa code của em đây. Hết nước hả? Đó. À, nước hả? Tôi không uống. Không uống hả? Ừ. Nhưng mà nhẹ em nó nút. Game này nhẹ hèo à. Rồi vậy có gì anh với kia em chơi trước nha. Chơi trước mình dán rồi em chơi sau. Chứ anh không thể nào chờ em tải được hết. Game này đáng sợ luôn. Nhưng mà game này đáng sợ nha. Anh nói thiệt các bạn nào mà kiểu có triệu chứng mà sợ ma thì nên tắt. Rồi đúng rồi. Tạo phòng hút. Cái này chỉ là game thôi nha. Ông tạo đi rồi ông drop code vô cho tôi. Ông tạo đi nhiều khi tôi tạo bị lỗi á. Ok. Mọi người đừng có suy nghĩ sâu sắc về mấy cái trò này nha mọi người, nó chỉ là game thôi, không có thật ngoài đời đâu. Rồi đúng rồi. Mấy bạn nói chuyện mày nha Hút. Dạ. Yeah. Chuyện mạng. Nói chuyện mày. Có lập thơ. Ok tôi nhớ mà. Tôi đang tặng quà cho Tiểu Ngọc. Tí lập thơ. No. Nói chị mèo. Chị nghĩ chơi chứ. Tặng quà cho Tiểu Ngọc luôn. Nãy chị mèo chơi chém em.
thì biết đó là cưng á. Thế quà của Kiên thôi. Vậy ông có game rồi, mà chứ ông chưa có thì tôi tặng cho ông. Thì game khác sao không? Ok, để tôi coi có game nào. Ông muốn chơi game nào? Quá gắt, tôi muốn chơi game Xe vô. Gì vậy? Tôi muốn chơi game Skin CSGO ba. Đổi, tôi đổi game thành skin được không? Đổi, đổi ra con dao bướm. Thôi ông ơi, hại lắm ông ơi, đừng chơi mấy game nó hại lắm. Game tôi nghĩ bạn thật lòng, game nó hại lắm. Nỗ lực lắm. Không nên chơi nữa đâu. Ok, tôi sẽ tạo phòng nha, Kian ơi. Ê, cái con vui nè. Ông nên tập chơi Minecraft đi. Hòa đồng với thiên nhiên. Ừ, ông tập chơi Minecraft đi, vô tôi kéo ông cho. Rồi. Dạ. Sẽ... chơi nữa, chứ tôi có chơi Minecraft không? Chúng ta sẽ được hòa mình với thiên nhiên. Nè, bây giờ mình vô game nha mấy bạn ơi. Có 5GB gì ta? Ừ, 5GB mà em tải đi em. Game nhẹ lắm. Từ sao tôi kéo nguyên cái hình đôn, cái hình cái cam của tôi đâu rồi. Rồi, từ từ tôi đang kéo nha. Nè, kéo tôi đổi mấy bạn thấy cái mặt mình đang ba vòng không? Mấy bạn nghĩ mình để chỗ nào là mấy bạn cảm thấy thoải mái nhất? Nghĩ là tôi sẽ để chỗ này. Ok. Không. Rồi, xong. Các bạn thấy chỗ đó thoải mái không? Để mình đổi giặt các bạn. À, bây giờ ông chọn select shop á Tụ. Ok, bây giờ khoan, ông kêu tôi bằng Red Hood. Sorry nha. Rốt. Rồi, cái thứ hai là tôi muốn ông giải thích trò này cho fan của tôi. Nó tôi này cho ông lên sóng phải không? Tôi sẽ làm cho em. Rồi, giải thích đi ông. Ok. Giờ trò này á là mình vô một cái căn nhà bị ám. Xong rồi mình sẽ tìm chứng cứ như là những mối manh mối về một cái con ma này. Xong rồi mình sẽ báo cáo lại với lại công ty mình để có người nào đó tới bắt ma. Rồi, trò này. Rồi. Mình chỉ đi đi khám phá, đi giống như là chẩn đoán con ma loại gì thôi đúng không? Đúng rồi. Đèn hay bi? Mà tắt đèn trước. Rồi. Ok, mấy bạn đã thoát ra khá nhiều rồi thì mình không sao. Bạn nào muốn coi trên Minecraft thì coi, còn mấy bạn nào mà muốn trải nghiệm cái này cùng với mình và Happy và Ken và Mèo thì ngồi lại đây xem. Không, cái game này không có bắt ma các bạn. Game này không hề có bắt ma nha. Chạy mất hà, khỏi trải nghiệm với cái này là tìm ma thôi. Tắt cái đèn này giùm cái ơi Happy. Thôi đèn đó được rồi. Không, chói lắm, cái mặt tôi trắng bóc đây nè. Rồi. Thôi gớm quá, nó thùi ơi. Cái mặt mình đang khá là trắng nha mấy bạn. Ok, con ngồi con ráp cho coi đi, đó là đam mê của con. Tối nay cho con mất ngủ. Ủa nó đẩy mình ra đó, nó đang nhét cái mặt nó vô kìa. Con này chứ. Rồi bắt đầu chơi. Lấy cái ê Tiểu Ngọc. Rồi bây giờ hả? Chào anh. Em tải tới đâu rồi Tiểu Ngọc? Em còn 9 phút nữa. Thôi 9 phút nữa thì anh tìm trước tặng. Anh chơi trước dạ, đi. Ông dạ dạ rốt ông chọn xe chó á, ông vẫn vô cái xe chó. Xe chó. Ừ, sao mà ông chọn cái map nào? Ông thấy ông thích á, ông chọn map đó. Tôi biết, tôi nghĩ là Street House đi nè. Ừ, nào cũng được á, nào cũng được không? Ok, cái nào mình chọn đi cách vậy? Không, có hai con đầm đó rồi chưa? Rồi xong rồi yên đó. Ủa sao cái mặt tôi nó trắng quá vậy? Nó bắt sáng như người ta. Yên đó. Thề, cái mặt trắng khó chịu ghê. Hay bị sao ma rồi, hay bị. Hay bị bước lại đây coi. Hay bị cái mặt của Hay bị có bị sáng không Hay bị? Ở giờ. Nè cái mặt Happy nó đen thùi vậy mèo, bởi vậy nó vô sáng nó vừa đi mày thấy không? Ủa có ai subscribe kênh của tôi kìa? Ai subscribe kênh YouTube của tôi vậy? Cảm ơn bạn nha, subscribe kênh YouTube là hiện lên luôn á. Bà con chui vô kẹt, con phải đi ra ngoài chứ. Cảm ơn bạn subscribe kênh YouTube của tôi nha, từ từ để tôi chỉnh cái subscribe kênh YouTube cho nhanh. Ok Happy giờ chui vô trong kẹt, con kêu đi ra ngoài không đi kìa. Hết trong kẹt, đẹp mà. Em sẽ để cái subscribe kênh YouTube trên này. Đó, cảm ơn các bạn đã subscribe kênh YouTube của tôi. Ê, cái mèo thấy cái mặt tôi nó sáng bừng luôn, còn mặt Happy đen thùi vậy. Tôi thấy. Rồi, yeah. Hồi nữa trong lúc mà trong lúc anh Red Hood im lặng là con cũng im lặng, đừng la lên nha. Tại vì con ma nó biết mình ở đâu á. Nhớ không? Còn ok. Mà thấy anh Red Hood mà ngồi mà biết mình ở đâu không? Biết. Ở ngoài luôn nó. Không được la lên nha. Không được la lên nha, con ma nó sẽ bắt được chúng ta đó. Ok, bắt đầu nha. Đây đi đi bạn tôi. Đây rồi. Thì tắt nha. Đúng quá anh ơi, để chứ. Cái đầu rung chưa mà chưa stream nó đã rung rồi. Từ từ để tôi lấy cái đồ tôi chụp cái mặt tôi lại cho nó đỡ sáng cái. Ok thì mình đợi cái này lên mình thấy đỡ sáng rồi nè. Hay là tại cái màn hình mình hết sáng rồi. Sáng vậy cho người ta thấy mặt ông nội ơi, cho thấy hả ta bắt mấy khoảnh khắc ông sợ như vậy. Tôi thấy cái đồn của tôi ha, gì cái gì ta? Kêu bằng cái sprite của tôi ha, nó tạo tiếng động nè. Ủa bắt nè. Có bắt không? Có. Bắt vô nè. Bắt vô game chơi bắt. Đang stream này bắt. Đang stream này bắt có vô không bắt? Ok. Ủa chơi được 4 người đúng không? bốn người luôn phải không? Ủa 5 phút nữa chị 5 người rồi thì đâu, sao à, okay, mèo đâu có stream đâu đây giờ ông đang stream có hút đang stream tôi đang stream không ok vô game mà đó game ma hồi tối á hết
hết bị lỗi chưa? Đó rồi. Chưa biết. Cảm ơn bạn nào đẹp trai đôn cho mình nha. Bạn nào đôn nè, cảm ơn bạn Trần Lục Yên đẹp gái nha. Rồi sao tại mình mới chỉnh cái đôn gì cái subscribe nó nhỏ tiếng lại. Ê rất hút rất. Bây giờ thấy ra ngoài cho bạn bắt vô nữa. Ok, tôi clip session cho bắt vô nữa. Mẹ gửi tôi cái link share được, tôi gửi cho bạn gái. Vậy. Vậy. Thầy Bi nói được không ạ? À? Được không? Cái mỏ đó không ạ? Cái lên nè. Nó lấy cái này nó ập cho nó mỏ đó xong rồi. Thì có nhau. Tôi tưởng là nó nói cái mỏ tôi bị gì chứ. Ấn. Ok. Tạo lại phòng nè, copy code lại nè các bạn ơi. Tôi bỏ code ở trong trong lòng tôi nhé. Có nè. Lòng không con trai mình luôn đi. Rồi tôi chắc là mấy bạn chờ xíu để mình chờ Tiểu Ngọc luôn. Tiểu Ngọc nó tải game sắp xong luôn rồi. 4 phút. Mới gửi qua file cho nó tắt. Ok, cảm ơn mèo nha. Bạn nào hay code thì vô game, bạn nào hay code thì có game này thì vô. Thì nhanh luôn. Rồi xong. Cảm ơn bạn Tâm Nguyễn đã subscribe kênh của mình. Ui, một ngày tôi có khoảng hơn 10.000 người subscribe. Bây giờ tôi sẽ đọc 10.000 lần. Cảm ơn bạn Thủy Tiên Trần đã subscribe cho kênh của mình. Ủa, sáng quá sáng. Từ từ. À, có ai thấy cái quần của tôi không? Thấy cái mặt nạ của tôi không nào? Được rồi. Tôi làm vậy cho nó đỡ sáng lại. Ông phải để cho người ta thấy cái mặt của ông chứ. Để thôi mà cái mặt sợ, cái mặt da bò bằng trơn trơn, cái mặt ấy bà không sợ. Mắt rè rè quá. Sao mặt tôi chùm cái này lên cái cho cái mặt tôi nó tối lại. Giống cái quần á vậy. Ảnh quần. Trời chết rồi, bị Hemi đánh đầu quần rồi. Ok chưa? Trời ơi. Ok chưa? Thôi hèn quá chơi vậy hồi sợ cái tao không biết. Sợ gì? Cái đó là mình không sợ. Nè được chưa? Thôi lộn đi bạn ơi. Chưa? Bắt đầu nha. Chơi ai chơi. Đúng rồi. Chơi vậy chơi mình đúng bạn ơi. Gì vậy? Gì mà chơi mà không có chùm. Dạ chùm cũng bị nói nè ta. Anh tặng em một ăn mắc cáp được không? Cái đó để con coi vào nhân phẩm của em để em. Anh thấy em này dễ thương rồi đó. Nhưng mà để coi ngày lành tháng tốt anh mới tặng em được em. Trời ơi. Vậy. Okay. Ghê quá. Bắt đầu chưa? Ready đi mọi người. Vô đây mọi người. Đây này nha. Tiểu Ngọc còn bao lâu nữa Tiểu Ngọc? Em còn 2 phút 5 giây nữa. Vô trước đi là Tiểu Ngọc nó vô. Ok. Kiên Kiên chờ đi tí nữa nút. Cảm ơn Lê nha. Tặng cho chị Mèo tay học mè. Cảm ơn em. Không nói gì. Ready. Mấy nút xài sao tôi quên rồi. Sao tôi phải chơi game với hàng anh em sinh đôi này vậy? Mèo đó đổi qua một thằng gì thằng khác đi, nhân vật khác đi. Hết. Gì? Vậy có bị gì đâu. Dạ hả? Tôi thấy cái mặt tôi trắng bóc à. Vậy à. Ghê quá à, tôi thấy mặt tôi trắng ghê lắm. Điên quá, tại màn hình nó chắc nó bị sáng quá đó. Ủa mấy bạn subscribe cho tôi hoài luôn, tôi ngại hết sức luôn á. Coi đi, nó kịp ta. Vậy. Sao? Vô ok. Chưa, rồi vậy. Ready bạn tôi. Cho mày chạy nút sao tôi anh ta? E, F, rồi chuột trái chuột phải gì vậy? Cái gì? Vậy thôi, vậy thôi. Gì? Mình không có thôi vậy. Sao tôi? Có tôi với ông bắt đâu? Chưa lót vô, bình tĩnh. À, lót vô của thanh niên này máy bị lót mà máy lâu. Bạn này máy yếu khác hẳn. Cái xe dụng cụ bắt ma của tụi mình nè. Thì mình, kìa, giải thích tiếp kìa anh, giáo sư bắt ma, giải thích đi. Không, là bây giờ mình sẽ nhường lại cho bạn bắt này biết rõ hơn mình. Mình chỉ biết một chút thôi. Đang 90% rồi, đợi xíu. Má xì đào quá. Giờ chờ giáo sư bắt ma vô giải thích mấy bạn. Giờ chính phải xuất hiện cuối cùng. Cảm ơn bạn kia nha. Sao còn ai đôn cho mình hết vậy? Bạn có chim đâu mà người ta đôn. À, xin. Rồi đây giáo sư. Đây. Ơ giáo sư. Giáo sư bắt. Chào mừng giáo sư bắt đến với trò chơi giáo sư bắt giải thích. Giáo sư xong đến giải thích cho giáo sư đi. Bỏ cái tay ra coi đích đi. Rồi. Mới vô nào thấy cái Nguyễn Kim nha. Đầu tiên là đây là cái bảng nhiệm vụ của mình. Mình sẽ có 4 objective. Mỗi một objective nó không có tí việc, bạn ơi, tí việc. Ok. Mình sẽ có 4 nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ này là mình nó không bắt buộc mình phải thực hiện, nhưng mà nếu mà mình thực hiện á thì mình sẽ được thêm tiền. Cảm ơn bạn Loli. Trong cái bảng này cùng mình cũng sẽ có cái tên của con ma mình dùng để mình gọi nó, để mình trigger ô mình kỹ mình chọc nó tức lên để nó ra nó dí mình. Ok. Rồi cái trên này là cái map, cái bản đồ của cái căn nhà.
mọi người hót ra cho vui. Cái cục màu xanh lá cây á. Ê ê ê, giờ tôi hẹn cái livestream này, cái livestream lỏng nhất từ trước tới giờ luôn á. Giờ hót ra cho Tiểu Ngọc nó vô kìa. Ok ok. Giờ giờ coi giấy hết gì nữa đi. Coi giấy hết gì nữa đi. Giờ mình vô mình chơi đi mọi người. Bực mình quá à. Ok, biết không? Ok. Làm anh da đen nãy giờ anh da đen nóng rồi nha. Tỉnh hút bình tĩnh. Anh da đen cọc lắm nha. Được chưa? Lót điên game. Rồi chưa các bạn tôi. Thật vô rồi. Thằng vô, thằng vô, thằng vô, thằng vô. Thôi không có chơi mà gặp ma là tắt mic nha, la mình. Ok, ok. Mà chơi mà gặp ma tắt mic là giận nha. Rồi xong. Vô chưa? Vô mau lên. Cái gì ra? Chết hả? Hey. Mau lên. Đâu rồi? Nhấn vô play á Tiểu Ngọc, em nhấn vô chữ play sau đó cái cơ private á. Em nhấn vô cái nó có code á Tiểu Ngọc. Chèn lại tìm lên cho Tiểu Ngọc nó nhái theo kìa. I love you John game private đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, đó. Cái mặt trắng đánh phấn vậy. Ủa sao cái mặt ông vậy trắng nhắt vậy? Trời ơi, private game sao vậy? Ông đứng say mặt. Cái mã là hút rửa hả? Ông đứng say mặt khác thôi rồi. Ông đứng say mặt quên đó, đứng say mặt đó. Ok, tôi làm vậy là mặt tôi đã trắng nè, ok. Ông okay, thả đi nam, đây cái mặt không bị vậy. Rồi rồi, ok nè, mày thấy không, cái mặt tôi giờ đỡ trắng rồi nè. Ủa sao ta? Tại cái mặt tôi nó trắng. Coi khi thấy mặt nó trắng hơn cả con ma nữa. Mình kêu cái ma đi, hôm nay cái mặt mình như ma đi. Rồi, đi mọi người. Ra đi, ra đi, ra đi các bạn, tôi. Tên là nữ biến sĩ ơi. Thôi, đi đi rồi. Nữ biến sĩ bắt ma nè. Chưa chơi mà gặp ma rồi. Ok, đừng nói nữa, để rác hút vậy hết luôn. Thì chúng ta đang ở trên một chiếc xe xe tải chở những dụng cụ và cùng những thành viên bắt ma. Và những thành viên bắt ma này đều mắc một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh sợ ma. Đó thì bạn thấy không? Những thành viên này thường thì có lòng dũng cảm rất là to các bạn. Này bạn thấy không? Lòng dũng cảm này cũng to hết. Và chúng ta có một cái bảng gọi là các bạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ chúng ta phải làm gồm 4 cái. Thứ nhất á là xác định được con ma này là con ma gì. Thứ hai á là chúng ta phải tìm những cái vật dụng gì người ta bắt buộc mình tìm. Thứ ba chúng ta có cái tên con ma để chúng ta chọc nóng con ma để con ma ra bóp cổ chúng ta. Ví dụ như là các bạn gặp ma phải không? Các bạn sẽ thốt lên là tôi sợ mày quá cơ. Mấy bạn hiểu là chuyện gì sẽ đến rồi đó. Hello mọi người. Chúng ta còn có một cái camera. Hello. Và chúng ta có 5 phút. 5 phút này dùng để biết là thời gian chúng ta để chúng ta không bị ma giết bạn. 5 phút là 5 phút an toàn á, kiểu vậy. Rồi. Lấy đồ nghe ta. Cái đồ này, cái này là chỗ lấy đồ các bạn. Nào giúp đồ vậy. Thì chúng ta có thể lấy đèn pin nè. Dụng cụ nè. Tiếng Ngọc, Tiếng Ngọc. Bây giờ ông bỏ cái xuống, đi. Bỏ đồ cái xuống. Ông có chữ G, ông muốn chữ G để ông bỏ. Rồi. Bây giờ ông bỏ cái kia luôn. Ông di cái con chuột dữ ông á để ông đổi đồ. Ăn được đó rồi, bỏ đó luôn, đây các bạn ơi. Ông thấy cái đèn pin này không? Thấy. Thôi, ông thấy cái đèn pin này, ông thấy cái đèn pin nhỏ nhỏ ở trên đó, ông thấy pin nhỏ nhỏ trên này. Đó. Ok rồi. Rồi. Ông lấy đang lục đồ các bạn. Ông lấy cái bộ đàm này. Ông lấy cái bộ đàm này. Ai bộ đàm để tôi. Rồi bộ đàm để hút vị, Máy giò ma, nè, ai lấy máy giò ma đi. Cảm ơn bạn Loli nha. Anh hút cuốn sổ. Cảm ơn em nha bà Loli. Cuốn sổ đây, bắt giữ cuốn sổ đi. Bắt giữ cuốn sổ đi. Đây là thư ký nè, tiến sĩ nè. Cuốn sổ đó là để cho con ma nó viết vô những gì nó muốn viết. Bây giờ hôm nay tôi có mang món đồ rất là đặc biệt cho ông. Là tôi mang cái kính này. Ý, ủa. Ông lấy cho tôi cái gì hả? Ông lấy cho tôi cái lo hả? Ông tin là tôi dùng cái đèn tôi giả ra đầu ông lia lẹ không? Ông còn đeo cái GoPro lên đầu nữa hả? Tôi lỡ mang rồi mà tôi không biết tháo ra sao hết. Ôi nó hình luôn rồi. Okay, ông đeo đi. Ai ông đứng yên cho tôi review cái GoPro trên đầu ông ơi. Ủa thằng nó cho cái HD cam luôn các bạn ơi, này săn ma kỹ càng quá. Ok bắt đầu nè, không nói nhiều nữa. Vô nhà đi. Coi ma tên gì ông nội? Bây giờ tiếng Ngọc không tiếng Ngọc, tiếng Ngọc cầm máy nè, tiếng Ngọc. Thả mạng xuống. Chúng ta có con ma tên là Dynamo. Đúng không? Cái gì vậy? Thanh niên, hai bạn đặt tiếng Anh này bạn nói đi. Dynamo, cái này là cái bản đồ nha. Đọc tiếng Anh. Con ma tên gì vậy? Nè, nó ma tên này tiếng Ngọc. Nào. Ừ. Nhiệm vụ của chúng ta là đầu tiên là phải chụp hình một cái vòi nước bị bẩn. Và thứ hai á là thành viên trong team á là phải witness là gì ta? Chứng kiến à. Làm chứng một cái sự kiện có ma các bạn. Và thứ tư á là chúng ta phải rải muối dưới đất á cho con ma nó đi á, nó hiện dấu chân trên mặt đất á. Các bạn hiểu không? Đừng có rọi đèn vô mặt tôi, rọi một hồi là tôi đá bây giờ đây nè, tôi đang livestream các bạn, tôi trắng bóc đây nè. Dynamo hả? Đúng rồi. Và con ma này á
là cái này cái con ma nó tên là Dynamo hết rồi mấy bạn ơi. Okay. Chúng ta có cái này là độ tỉnh táo của cả đội, vừa vô thì độ tỉnh táo của mình đã không còn tỉnh táo được mấy rồi, mình tên là Ducat mấy bạn. Tại cái nick team mình tên là Ducat. Rồi. Bây giờ bắt đầu nha các bạn. Sao mà thôi. Tiểu Ngọc bây giờ ông muốn chuột phải để ông mở cái máy lên. Rồi, à, bắt đầu vô săn ma các bạn, mở đèn lên thì bạn thấy không? Okay. Tất cả thành viên mở đèn lên hết. Tôi không có đèn, tôi không có đèn. Mấy ông lấy hết đèn rồi. Nào, nào chủ nhà mở cửa đi, nào chủ nhà mở cửa. Đây đây. À, chưa lấy, rồi đây đây. Chưa lấy chìa khóa bình tĩnh các bạn. Sao vậy? Các bạn coi mấy nãy đi như là gà các bạn ơi, đi theo bầy nữa bạn thấy không? Bầy lũ lũ không ơi. Con này lấy gì em ơi? Rồi rồi đây đây đây, chủ nhà vô mở cửa nè. Đây. Mấy giờ mà đi ngọt, mấy giờ mà. Ok. Rồi mở cửa ra. Khi nào máy nó lên nấc là kêu mọi người nha. Mở đèn lên, mở đèn vô nhà, mở đèn lên. Mở tiệc lên. Vô đi, vô thoải mái đi. Rồi mọi người quẩy lên. Mấy bạn vô ghế sofa nhà tôi ngồi chơi uống nước miếng mấy bạn. Có đèn tăng tăng. Có đèn piano nè. Thôi thôi thôi. Hồi nãy cô ma tên gì? Dynamo. Dynamo, Dynamo. Dynamo quá. Dynamo đúng không? Ok. Dynamo. Dynamo. Kiểu cameraman nè đúng không? Ok, để tôi nói chuyện với ma. Hello. Hello Dynamo. If you hear me, give me a sign. What's your name? My name tên là Kim Chuối. What's your name? Dynamo. tôi hỏi tên, tôi biết tên, tôi hỏi nó luôn. do you want a to live? Tôi thấy trên mạng nó hỏi vậy á. Tôi coi mấy cái bóc hỏi của nó chứ tôi không coi người ta chơi đâu nha ba. Ok, ok. Thôi mấy điện với tầng hầm nha, mấy điện với tầng hầm. Ok, thì mấy bạn không biết thì mình đang cầm một cái radio. Radio này để nghe được tiếng của ma. Không có rồi, đi xuống, xuống đây không có gì đó, đi lên. Xuống đây là có thắp điện thôi. Cho nó không thấy một. Lên lầu á. Lầu đi. Hello. Thường xuất hiện phòng ngủ á. Hello, Dynamo. Dynamo, can you hear me? If you hear me, give me a sign. Vô cầu cơ nè. Ôi ôi, tắt hết điện rồi. Ôi. Má tắt điện rồi. Ôi, ơi, tôi kêu nó give me a sign, nó tắt điện kìa. Tôi kêu nó nói đó là cho tôi tín hiệu đi, nó tắt điện kìa. Tắt điện á. Giờ sao giờ sao giờ. If you hear me, turn on the light. If you hear me, give me a sign, turn on the light. Nó không có tắt điện. Turn on the light. Cảm ơn mọi người tấm lòng nha. Giọng anh Ken kèn cảm quá. Ở giọng này nó truyền cảm lắm bạn ơi. Có từ Billy, turn on the light, I cannot see anything. Bây giờ một người đi với tôi xuống dưới mở đèn không? Đi một đi, người đi thôi, cho một mình tôi đứng đây thôi, cho một mình tôi đứng đây thôi. Ok, tôi gặp đi tôi nè. Ok. I'm staying alone. Từ không. Do you want us to live? Where are you? Give me a sign. Nè. Where are you? Đây nè, tôi ngồi, Can you hear me? Đó tên gì vậy ta? What's your name? What's your name again? Thường thì 5 phút đầu á, 5 phút đầu nó không có, cái đó không có tác dụng đâu. Nào mở đèn đi. Đi vô phòng. Đây. Không phải ăn ma đâu, chắc không phải ăn ma đâu. Thằng này nè. Hello Dynamo. Can you do magic trick? Đâu rồi, bắt. Lên này. Cái mà một tấn lập nha, tôi chỉ chỉ mẹ tụi tay nè. Kim đi nhanh được không? Nó xếp đi nhanh. Hello, where are you? Can you give me a sign? Vô phòng cầu cơ nè. Can you give me a sign? Ôi, có không khí lạnh. Không phải không khí lạnh đây. Phòng này. Hello, đây. Mức vàng nè. Bút số mấy? Ở giữa. Mấy mà sáng mấy bóng đèn. Sáng ba bóng đèn. Ba bóng đèn rồi. Rồi mức 3 này con ngay đây nè, ngay đây nè. Kiên, Kiên để cam đi nè. Để cam đó đúng không? Để lên nhờ. Hello. Nãy lúc vô lên đứng đây. Ê mở cửa cho tôi ra, đừng có khóa tôi trong nhà vệ sinh. Đó. Ồ, đóng mở cửa ra. Mở cửa ra. Không ai đâu á. Ồ, đóng mở thì sao mọi người? Ngay đây nè. Ok, can you hear me? Ồ bắt. Give me a sign. Can you turn on the light? Mở cửa thì sao? What's your name? Cái nút bắn súng á. Từ, giữ nút bắn. Tất cả im lặng nha, từ để tôi hỏi nó đây. Where are you? Are you with us? Có một cái tip á là 5 phút đầu thường nó không xuất hiện bằng cái đó đâu, không có gọi, đừng gọi nó. How old are you? Thôi kêu tên nó nữa kìa. Đừng kêu tên nó hết 5 phút rồi bắt đầu. Bây giờ Dynamo, where are you? Ê, này chấp tắt kìa, chấp tắt kìa. Cho mày hả? Are you with us? Không biết. Ở trong phòng này thôi à. Ê, hình như là nó không có ra nè. Ê, đặt camera xuống đi, mình quay ma lại. Tôi đặt rồi. Bây giờ ra xe đi. Ok, do you want us to live? Được.
Đó gì đi. Do you want us to live? Thấy đèn chấp tắt là con ma nó chuẩn bị tấn công mình, kiếm chỗ trú. Do you want us to live? Ok, we live. Chưa thấy ma bạn ơi, ma nó làm gì á? Tốn là bốn thằng vô quẩy nhà nó quá sao mà dám ra. Rồi, thời gian an toàn mình hết rồi đó nha. Ok, nãy giờ chưa có activity gì luôn. Thôi, các bạn biết từ sao rồi, con ma nó chỉ xuất hiện khi mà đứng một mình thôi, chỉ có một người thôi. Vậy để tôi đi, tôi là streamer nên tôi sẽ vào trong đó trước. Ok. Ok, bây okay, bây giờ mà không để tôi vô để set up cho ông nữa, set up cho ông cái máy này nữa. Ok. Tôi chạy ông cái máy này. Tôi tắt cái camera nha, tôi ngọc cái camera nha. Ai tắt đèn nữa? Tôi tắt á, vô đi mà. Bạn này nhát rồi. Vô vô. Nhát. Vô. Vô tôi để tôi cài cái máy này cho ông nữa. Ok, giờ tôi cài máy cho ông. Ờ, đừng tắt, tôi sợ nữa. Quậy, từng. Nè, rồi hút, giờ tôi cài máy cho ông mà. Ok. Cái máy này á mà đi ngang qua á là xác nó tắt đèn thấy không? Ok, để tôi dò coi có bóng đèn UV, có cái tay dấu tay của nó đây không? Có muối không mấy ông, có muối không? Không. Tắt đèn, tắt đèn giùm tôi. Để vô lấy muối nè. Muối đâu? Không đem muối. Để tôi dò coi dấu tay nó trên bàn, trên tường không? Tiên Ngọc bây giờ ông coi camera thấy tôi không Tiên Ngọc? Kìa. Ờ, tắt đèn hết rồi. Cái này khoan bật cái bấm vô cái bàn phím để mở cái chế độ nhìn đêm. Bàn phím. Ok rồi. Thấy nhìn đêm không? Cái gì vậy? Nó có một cái đốm sáng vậy đó không? Không. Nhìn cho kỹ nha, một chút nó có thể nó sẽ hiện cái đốm sáng. Có bên trái. Đốm sáng đúng không? Đốm sáng, có đốm sáng rồi. Cái đèn á. Khoan, bây giờ bấm, mọi người dừng lại, bấm chi lên. Không. Bây giờ có đi thẳng có cái đốm sáng kìa. Được không? Thấy vậy được rồi. Bây giờ bấm chi lên bật cái chân cuối. Bút xe bên trái rồi bên phải gì đó đỏ trên tường. À, chỉnh cái gì ta? Thể loại ma đúng không? Nó là thể loại ma gì? Đúng rồi. Bây giờ Hoàng, thứ nhất là nó có mình sẽ có cái gọi là cái God Orb là cái nó xuất hiện trong cái máy nhìn đêm á. À, cái chấm đúng không? Cái NVIDIA đầu tiên là God Orb. Oh shit, tôi nghe tiếng nó. Ôi, nó khóc. Ê, im lặng, tắt đèn. Tắt đèn, ngồi xuống, không mở đèn. Can you hear me? Đừng có nói nữa, nó đang hình mình á, nó dùng màn hình mình á, bình tĩnh. Tắt cái đèn đi, ông nội nào mở đèn vậy? Không biết. Tôi không có mở. Bây giờ nè, bấm. Thứ nhất là cái evidence đầu tiên là God Orb. Evidence đầu tiên là God Orb nha. Ok. Cái evidence thứ hai là nhiệt độ. Trời ơi, gì đúng không? Nhiệt độ, ừ. God Orb. Bấm cái chàng cuối á. Cái rồi, xong rồi. Bây giờ nó sẽ có 3 loại là, một là Phantom, hai là Me, ba là Yuri. Nó sẽ có 3, một trong 3 con đó thôi. Tôi chọn nó là Me đi. Không, mình phải tìm cái bằng chứng cuối nữa, mình chưa có biết được. Ok. Này mấy ông có nghe không? Có tiếng bước chân á. Ừ, có tiếng bước chân. Chúng ta phải im lặng chứ, chúng ta phải im lặng. Cái đèn sáng kìa. Thấy không? Ui, hết hồn. Đừng có bật đèn. Đèn cảm ứng nó mới sáng lên á. Hãy. Nó sáng lên kìa. Cái đèn đó là có người đi qua nó sáng. Tôi sợ ơi. Ê, tôi hài luôn, cái cửa đóng lại rồi không? Bây giờ mình sẽ có lựa chọn là nếu mà nó là EMF level 5 á, Tiên Ngọc đang giữ cái máy đó đúng không? Ừ. Cái có thể vô đây để đưa cái máy được không? Tại vì nếu mà nó là EMF level 5 là nó là một con ma nguy hiểm. Là mình, nhưng mà mình cũng xác định được nó là con gì luôn. Ok. Tiên Ngọc có thể vô đây để cầm máy vô được không? Mình cần nói chuyện với nó không? Lên lầu đúng không? Không, đừng nói chuyện. Lên lầu đúng không? Lên lầu đúng rồi, lên lầu tầng 2. Ơi, nhảy xin mở đèn. Ờ. Ôi, hết hồn, Tiên Ngọc. Ôi, không nổi đi. Ôi, tao lù đi vô. Ôi. Hả? Tiên Ngọc cầm cái máy, Tiên Ngọc bấm G xuống đất đi, quăng xuống đất đi. Rồi, xong. Rồi, Tiên Ngọc có thể đi ra đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi ra cho chúng ta đi ra luôn để nó hút lại thôi. Ok, để mình tôi lại hả? Ê, tôi suy nghĩ lại đi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Phá lại luôn nha, hết cửa. Mở cửa ra, tôi suy nghĩ lại thôi. Mở cửa ra. Chúc ông may mắn nha. Chúc ông may mắn. Ok. Chúc ông may mắn. Rồi, bây giờ Red Hood tắt đèn phòng đi. Ok, tôi sẽ quay mặt cho tường. Ông phải tắt đèn phòng chứ, ông phải lại tắt đèn phòng, tắt luôn đèn nhà tắm luôn. Ok, tôi nghĩ là đây là một ý kiến hay các bạn ơi. Chúng ta khai ra. Ê! Tôi sẽ bút sức mạnh ông bằng cái camera. Tôi đang ở trong xác ông, tôi sẽ bút sức mạnh cho ông. Ê! Tôi khai lạnh vai đây. Oh shit. Ông phải tắt đèn của tôi mới quan sát được. Are you with us? Tắt đèn đi thuốc. Where are you? Tắt đèn đi kìa. Từ từ.
cảm thấy cái con nó tên là gì, con nó tên là gì, từ tôi đi tắt đèn. Donamon. Ôi thông ông nội, đừng có đơn nữa. Ta đòn lắm cho nó. Đừng có đơn nữa. Ta không thể đơn ra này như là bất tình thần. Ê radio, radio có tin nhận. Ồ, nó nói gì. Nói cái gì á? Thôi thông. Thôi được, bạn tôi hù. Ôi, tắt đèn rồi. Ôi shit. Ê, nó tới chỗ tôi rồi nè, nó tới chỗ tôi rồi. Nó có đèn không có chấp tắt không? Không, nó đứng sau lưng tôi nè, tôi nghe nó đứng sau lưng tôi nè. Thật kỳ vậy, tôi camera tôi không thấy, trên camera tôi không thấy. Nó đứng sau lưng tôi nè, tôi nghe được cái tiếng của nó đứng, nó kêu hò. Quên rồi đi, sợ gì nữa, gọi đem biến cho mặt quá. Ok, các bạn muốn coi không, các bạn muốn xem không? Mình sẽ xem cho các bạn xem, nghĩ mình là thằng sợ ma gì. Xong, sao mày có cái máy đó mà? Mày phải làm. Có gì không, cần tôi vô, tôi cần một người đến đây hỗ trợ gấp. Ok, tôi vô. Trời ơi, tăng lên rồi nha. Hết hồn. Tôi cầm camera nha. Ngồi coi camera. Tắt đèn đi. Tắt đèn không? Từ từ. Khoan, có tiếng gì đây nè? Ở dưới lầu có gì kìa? Tôi nói thiệt, có người lên đây hỗ trợ gấp. Bạn nhân viên ơi, hỗ trợ mình với bạn nhân viên ơi. Đây, nhân viên. Các bạn có bị điếc không các bạn nhân viên ơi? Lên hỗ trợ mình với các bạn nhân viên ơi. Viên trả tới. Các bạn có điếc không? Nè, nghe đi. Chụp hình lại. Dạ, tôi có 3 người nè. Má đâu? Tôi sẽ đặt cái này xuống. Madonna Dynamo, where are you boy? Rồi, tôi sẽ đặt cái hút. Where are you boy? Gì? Tôi sẽ đặt sát xuống. Nút E đúng không? Ừ. Không được ta. Tôi đặt sát xuống được. À rồi. Bây giờ ông kêu nó, giờ tắt đèn đi ông kêu nó. Nếu mà mày lắng nghe thì mày hãy ghi tên cho nó. Ok nha, chúc mày may mắn nha. Ok, đi tất cả đi ra, hết đi. Từ từ hồi nữa tôi gọi điện trả lại nhớ lên nha. Đi có lúc sáng nhỉ, lúc sáng nhỉ. Ê, đừng. Vô lại. Thằng nào để cái máy IMF đây ạ? Nào để máy IMF đây ạ? Em á, em để á. Khoan. Để đi. Cái này là cái gì ạ? Ê, nó kìa. Nó đâu? Ê, mày xin cái này. Im lặng. Má câu gì hút? Hát bài cho nghe tôi, nghe hút. Không bắt. Tôi là kiên mà. Phật ở trên kia cao lắm, mãi không chạm tới nàng. Dạng dầm tương tư gì ai? Chắc sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ê, tôi thấy là hình như đang tới chỗ ông hay sao á. Chính xác, đang tới á, tôi nghe. Thấy không, ông bật cái đèn để đó chị ạ ba. Để báo động, hình như nó hết chấp tắt rồi đúng không? Hết chấp tắt là hết rồi. Bây giờ ông kia nó ghi cuốn sách được không? Ghi tên cuốn sách được không? Rồi, để tôi nói chuyện với nó. Rồi, em bật đèn lên cho tôi nói chuyện với nó. Ê, bật đèn lộ ngoài cửa đi. Đặt ai gọi nhà vệ sinh với ngoài cửa. Rồi, ok, 1, 2, 3. Hello, Dynamo. Tên gì ta? Dynamo. Rồi, để tôi lấy cái giọng tiếng Anh. Hello, Dynamo. If you hear me, can you write on the book? The book is on the floor. Can you take the pen and write on the book? Hello, boy. Are you a boy or a girl? Are you on? How old are you? Không có nói không ơi. À, từ nãy giờ tôi quên bật máy. Hey, sáng kìa không? Hello. Sáng kìa. Can you hear me? If you hear me, write on the book. Donamo. Hey, cái đấm trắng đứng trên đầu nút kìa. Đầu phòng. Donamo. Tôi đấm trắng đó rồi. If you hear me, write on the book, please. Ơi, có tiếng chừng. Tắt đèn. Nó kìa. Ủa, nó nghe trước mặt kìa. Tôi nghe tiếng nó hát á. Nó nghe trước mặt mấy ông á, How old are you? Tôi viết chị chung sách, coi thử. Tắt đèn. Rồi, nó bò rồi. Đang bò ở cửa. Nó bò lại mình. Nó bị góc lắc rồi. Ơi, nó bắt tôi rồi. Nó bắt tôi rồi. Tôi chết rồi, mấy bạn ơi. Tôi chết rồi, tôi sẽ địa ngục rồi. Rồi tôi chết rồi bạn ơi, tôi thành hồng ma nè. Bạn này chơi lầy, bạn không dính tường. Ôi bạn này. Tôi buồn bệnh thật. Tôi bị bắt còn bạn trên đầu vào mấy tường. Ok, Kimochi. Ok, cảm ơn đã hết. Tôi bị bắt còn bạn trên đầu vô dách tường. Đúng là cuộc sống này không còn gì bằng những người bạn tốt. Ê sao ông Edition Vow 2 là gì? Ông vô hệ giới của nó rồi, sao không gặp nó? Tôi sẽ ám ông.
Tối nay ông okay, tôi sẽ tụt quần ông. Tôi thấy nó có vẻ là Yuri. Ồ, không, nó không phải, nó không có bay. Nó không có bay, nó không thể là Yuri được. Nó đi bộ, nó đi bộ. Nó bò. Ờ, nó đi. Tôi không ngờ luôn á. Ma này lầy thì tôi nghĩ là nó là Phantom. Tôi nghĩ là me, tôi nghĩ là me. Me, me, me. Bạn, bạn ra, bạn cắm cái đầu giá tường đi bạn tôi ơi. Me. Ôi shit, cái máy sensor nó báo động nè. Nó báo động đỏ trên mặt tôi nè. Tôi á, báo động đỏ trước mặt ông là tôi là Hồng A nè. Bây giờ đến Ngọc, tôi thấy là hai người đó chết rồi đó, nên là chúng ta lái xe vậy. Ê, vô cứu tôi chứ biết còn sống, các bạn vô, cần một người vô cái cấp. Ý là quá trễ rồi, tiếng Ngọc, thôi tiếng Ngọc, đừng vô, là mình đi về đâu. Đi cùng, ông đi cùng rác luôn á. Ờ, giờ mình vote thế nào? Ê, tiếng Ngọc ơi, lên xe đi về tiếng Ngọc ơi, để anh lên xe chung game nè, Hồng A nè. Vô giải cứu tôi các bạn. Giờ là chiếc xe tải này thành chiếc xe tải ma ám. Chào các bạn lên xe về đi, tôi nhấn nút về nè. Get hút VN đi, can you hear me đi? Hello Tiểu Ngọc. Anh sao lưng em nè, lạnh không em? Nhấn nút E vào cái bảng số Tiểu Ngọc, Các bạn tôi đang đứng kế cái xác nè, giờ ai vô pick up tôi đi các bạn. Tôi thấy là Tiểu Ngọc đang mò cái nút barcode để đi xe về rồi. No, Tiểu Ngọc. Nhấn cái E vô cái barcode đi Tiểu Ngọc ơi. Ơi nè, đây tôi vô, đi rồi, cứu ông ạ. Ơi, Tiểu Ngọc vô chung tôi vô. Nhát kìa. Tính ra người gan dạ nhất sẽ là người chết đầu tiên các bạn ơi. Đúng là cuộc đời mà. Mình phải nghe một tí. Ông lên lầu nha, ông lên lầu đi, lên lầu. Dạ ông ơi. Không ơi, tôi. Dạ. Ôi, cô má sao lên ông kìa Phúc. Cắm đầu giá tường nữa kìa. Đó, thấy không. Bạn tốt ghê không, đó. Hình ảnh người bạn tốt này, đó. Thôi, vĩnh biệt nha bác. Tôi sẽ nhớ ngày với công không. No. Bây giờ ít nhất thì các bạn trước khi đi. Ôi, tôi nghe tới bước chân rồi. Oh shit. Không, bước chân của team, tôi thiệt đó, khi đang lên mà tôi thấy nè, là coi livestream nè. Kè, bước chân của team thôi. Tôi gặp với team kia lên lẹ đi. Team mình biết màn hình hay nào hay không biết ha. Ok, giờ tôi ông chị lên phòng cứu và giải cứu bác rồi nha, Tiểu Ngọc. Ok, giờ cứu mất được không? Mở cửa à. Vô vậy phòng đi. Cái gì mà ớ vậy? Kia là gì mà tôi gặp kia? Bác chạy lẹ đi bác ơi. Ông Kiên này đóng cửa vô chưa đó. Ok hả? Tôi có thể chạy trước khi mà cái máy trước mặt tôi nó báo là có người đi qua đi lại cái cửa. Ông hốt này nè. Tôi đi ông nội. Tôi đi nó hiện nè. Bác tôi đi nó hiện nè, cái máy này nó hiện lên nè. Tôi tới nè. Chạy đi. Tôi chết rồi. Thôi các bạn đi về đi. Linh hồn tôi thường về cô bé này. Bye bye các bạn nha. Rồi các bạn về đi. Tạm biệt các bạn nha. Tôi đi vô nhà đây. Em ơi, em đâu rồi? Anh về đây. Em ơi, người yêu của anh ơi. Anh về phòng với em đây. Rồi, ba bắt tôi rồi. Cho đi đầu hai này. Ủa, Demon hả? Ủa, nó là quỷ luôn hả? Nó là quỷ. Nó là Demon luôn. Thôi mình chơi thêm một round nữa. Mình nghỉ nha các bạn ơi. Mình không chơi nữa đâu. Cái trò này là mình trọng, bi mình tan quá. Map rộng xíu được không? Chơi map rộng xíu không? Thôi, tôi nghĩ là mình nên chơi map nào nhỏ nhỏ thôi. Okay, ví dụ như là Target Wood nè. Nè, bắt đầu đi. Get ready đi. Ready đi. Để tôi mang cái đánh giá không? Tôi mang đánh giá chưa? Tôi sẽ mang theo Glow Static. Mang đánh giá với lại mang theo cái máy đo nhiệt độ với lại muối. Còn có 1,600 à? Tôi biết rồi, tôi biết mấy bạn gan đảm cỡ nào mà. Tôi biết các bạn gan cái nào, thấy cái mặt của tôi bị trắng các bạn sợ chứ gì. Đúng không? Team game ma, mình phải gặp ma chứ mọi người. Đã 207 mà đi. Go. Bạn mình giờ mình hiểu rõ gương mặt của bạn mình như thế nào. Bạn mình kêu mình là ơi em ở lại một mình đi. Tôi là giải cứu hôm nay. Yên tâm, tôi là giải cứu hôm nay. Trời, các bạn gì giải cứu tôi đây rồi. Các bạn cắm đầu vô tường để cho tôi thấy ma, tôi bị ma bắt luôn. Toàn là những người điều tốt đó, không? Điều đó không hại. Ok. Tại vì đó là một con người. Đây để tôi dịch tiếp nè. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải tìm chứng cứ về hiện tượng siêu nhiên bằng cái máy EMP. Jennifer Martin. Rồi á, chụp một tấm hình về cái vòi nước. Và gì đây? Jennifer Martin. Tìm cái phòng có nhiệt độ là dưới 10 độ C hả? Đó, tôi có mang cái máy đo nhiệt độ. Ok, được đấy. Rồi, ông biết nghe tôi đo coi ông có bị corona không? Okay, nhiệt độ của tôi nè, đo cái nít giùm tôi, cái nít tôi bị nóng lắm nè. Định cho cái hửi hết giờ. Đo cái gì? Mang thêm gì nữa ta? Dạ ông okay. Mang cái đèn pin nhỏ, đèn pin nhỏ. Nhỏ, ok. Ở cái nào lấy cái đèn phát sáng của tôi rồi, glow stick của tôi rồi. Glow stick là, glow stick là ở cái nào tôi không quên nè. Sách kìa, sách kìa. Có muối kìa, cho tôi cái nào mà nó có thể bắt ma cái giọng. Cái nút này, cái màu đỏ là gì vậy? Cái này là cái gì? Cái đó là ông gắn vô tường á, để nó mình đi qua thì nó sẽ báo như là hồi nãy ông thấy cái này là cái gì không? Okay. Cái này cái gì vậy?
cho đồ báo đồ mà để lên tường xong rồi có ai mà đi ngang qua nó sẽ phát sáng lên á kìa. À à. Vậy thì có cái quỷ màu đỏ Jennifer này là gì? Martin. Jennifer Martinez. À, Jennifer là tên gái đúng không? Đến lúc tôi phải cô gái rồi. Cô ấy sẽ là cô tên. Sao nãy tên là Mo mà là cũng là con gái đâu. Không, nãy là nít sao tôi cua được ông, tôi cua tôi đi tao. Tôi thấy con gái mà. Ê, bro, ông mang cái này vô nữa, ông mang cái GoPro à. Cái đồ này đâu nữa. Hút rồi, ê, ông thấy này không? Ông thấy máy này cho tôi không? Cho tôi đứng không? Ông mang nó lên. Tôi đợi đó chị ạ. Ê, camera thấy tôi không? Ông đợi đó là, ông sẽ thấy á, ông chuyển camera sẽ thấy ông á. Ê, tôi nhìn thấy tôi nè. Rồi, được rồi. Rồi. Cảm ơn bạn Trần Lưu Yên nha. Cho anh nhỏ đời của anh nhà, cảm ơn em. Rồi, bắt đầu. Từ từ để tôi coi nghiên cứu cái nhà này trước. Nhà này là một căn nhà phố khá là nhỏ, nằm ở mở cửa đi em, mở cửa đi. Giờ ông vô review căn nhà đi. Rồi, mở cửa đi. Vô. Đây là chương trình nhà tôi .com nha. Mở cửa. Ai giữ chìa khóa mở đi. Đây rồi đó. Để hù anh. Rồi được rồi em. Thì chào mừng các bạn đến nhà của tôi. Đọc phòng thằng nào mở đèn lên coi. Ở đây. Thì đây là sảnh của tôi. Thì đây là con mèo thái tử của tôi. Toilet nè. Còn đây là phòng của Happy. À phòng Happy nè. Ủa tôi nói đúng luôn nè. Đây mọi người, đây mọi người. Thì đây là phòng của Happy nha mọi người. Tối nay nó sẽ kiếm Happy với Happy. Rồi ok. Rồi. Đây, vô nhà chơi. Vô. Ngồi cái sofa, đây sofa ngồi xíu nha, mở chân thôi. Có phòng làm việc của tôi với phòng ngủ của tôi nè. Đây, phòng ngủ của tôi nè, mọi người vô chơi chung với tôi nè. Để ăn luôn. Rồi đây, mọi người thấy phòng tôi đẹp không? Này nhà vệ sinh của tôi. Coi cái gì vậy? Ở nhà tôi này, chỗ này là cái chỗ tôi thường đi đi vô, ấy. Vô. Nè. Bắt. Tụi ông không có nhà tắm bữa vậy, tôi điện tiện ông rồi. Vô, bắt ơi, bảy rồi. Được rồi, ủa hay ở kia đâu rồi? Đang trong phòng của Red Hood nè. Phòng của Red Hood nè, qua nhà tôi chơi, phải dẫn vô phòng tôi chơi chứ. Làm gì vậy? Sao ông xài laptop vậy? Tôi tưởng ông có mấy bạn. Quẩy lên. Kì vậy? Ê, thằng này tính ra là thằng cắm đầu với tường nữa bạn. Đồ bạn tồi. Nè, chào mừng mọi người vô nhà bếp của tôi. Đây là bếp của tôi. Thì con ma thì nó ở đây nè. Lần cuối là tôi nhớ là nó ăn trúng nhỏ đó. Tôi dẫn qua nhà chơi nó ăn trúng vậy, nó nằm đóng ở đây nè. Trời ơi. Khoan, đứng yên. Gì? Cái hướng Tử Ngọc. Hướng ở Tử Ngọc. Hướng của Tử Ngọc 4 độ. 1. Hướng này 0 độ. Ngoài trời đó. Mình gần lắm rồi đó. Mình gần thì, lắm rồi đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà lần cuối là tôi và em bơi chung với nhau. Này hành ba tôi nha, đừng ai đụng tới nha. Em ơi. Rồi. Em ơi. Rồi. Em nghe thấy tiếng của anh thì em mở đèn lên em ơi. Mất hàng em ơi. Em ơi, mở đèn lên em ơi, anh lạnh quá em ơi, ở đó tối rồi nè. Ở đây nè, tôi đang đo độ nè, đứng đúng ngay cái ghế này luôn, cái ghế mà ngay cửa sổ á. Ngay chỗ này luôn. Để tôi gọi cho vợ tôi. Em ơi. Em ơi. Em nghe thấy anh không em ơi? À quên. À vợ tôi tên gì tôi quên rồi. Đây nè, bước ba, đây nè. Anh biết em ở sau cái tủ này đúng không em? Chung ra đi em, đừng có ngại bạn anh tới chơi thôi. Mở đèn lên đi em ơi. Để tôi mở đèn lên cho vợ tôi dạo này phá quá. Ê, bắt. Ông rồi, ông mở đèn vô. Em ơi, em chơi, em chơi cúp đèn rồi em chơi cúp cù dao là sao em? Tôi mất cái camera rồi. Ê, có ai biết ổ điện nhà tôi để đâu không? Ổ điện. Đi theo tôi. Tôi giữ ổ điện trong đây. À, anh đi mở ổ điện nha em ơi. Em đừng có phá anh nha em ơi. Nó cứ... Ê, trời, mấy ông giờ tôi ơi, mấy ông giờ tôi ơi. Tôi sợ. Rồi, có điện rồi. Em này đừng có... Em, chơi mất dạy vừa thôi em ơi. Bạn anh nó sợ té đái tới cứng hết rồi nè. Nó giục hết đồ ở đây rồi nè em. Ê, uống nước không? Cô cầm được cốc nước nè. Em uống nước không? Bạn anh nó quậy nè em ơi. Em kỳ quá. Em đâu bạn mà gái tôi tên gì tôi quên hết rồi. À nhớ rồi. Jennifer ơi. Hey Jennifer. Bây giờ give me a sign. Bây giờ tiếng Ngọc hồi nãy là ông nãy ông có cầm cái máy đo motion không? Tiếng Ngọc. Ê em ơi, em cứu hộ dinh dưỡng ở đâu em xuất hiện đi em ơi. Ông còn cầm cái nào khác không? Tôi còn cầm cái đèn pin. Ê chỗ okay. Này là cái chỗ mà tôi với bạn gái tôi xuống đây đóng cửa lại. Ông lấy cuốn sách ra, Tiếng Ngọc. Đi chung với anh là chỗ này Tiếng Ngọc. Biết rồi, Tiếng Ngọc lấy cuốn sách ra để xí đất cái. Bóng ép để ừ. Em ơi. Rồi. Hey Jennifer, nếu em nghe tiếng của anh thì viết vô cuốn sách em yêu anh đi. Hình như là ông bây giờ tôi dọn cái này gấp đi. Đây nè, nghe đi luôn nè. Em ơi, chui ra con tẹt kẹt tủ đi em ơi. Đúng rồi, ngày đó. Hey Jennifer, can you give me a sign please? Give me a sign.
Thì Jennifer đây, đây, rõ đèn á. Kiểu tôi đang rõ đèn á. Giờ tôi ông ra ngoài lấy cái máy đo. À, các bạn ra ngoài hết đi, tất cả các bạn ra ngoài đi, tôi ở trong đây mình. Các bạn. Ê, khoan, từ đấy hút hồi nãy ông có ông lấy cái máy đo motion sảnh không hút. À tôi hả? Rồi tới đi ra ngoài các bạn ấy. Ông có gì? Ông có những gì? Ông lấy ra. À tôi có cái motion nè. Dán tờ dán ra. Ông thả ra. Ông cứ ấn rồi tôi gắn cho ông cho. Nè, tôi thả đây nè. Rồi. Gắn lên cho tôi. Tôi gắn lại cho ông. Ê ông gắn này đó tính ra tàu lắm không? Thì ông muốn gắn lâu giờ ông tôi gắn lâu. Anh tôi cũng biết luôn, ông gắn ngay đây cho tôi đi, ông gắn ngay cái tủ cho tôi ngay cái đây nè. Ngay đây em, đúng không? Ngay chỗ em tôi xuất hiện nè. Rồi. Đó. Xong rồi tôi ra ngoài nha, tôi ra ngoài tôi lấy thêm đồ nha. Ok, ra đi, để tôi ở đây. Có gì hú là để tôi vô tôi cứu ông nha. Lấy được cái này nào mấy ông? Tôi nghĩ là tôi cũng nên ra ngoài nữa mấy ông ơi, đèn chết tắt nhiều quá. Tôi quên vài thứ trên xe để tôi ra tôi lấy. Quay lại để tôi gắn thêm mày nữa. Rớt. Ra đi qua đây. Gắn thêm mày nữa. Bạn nhát quá, vô nhà tôi mà bạn nhát quá. Vậy sao mốt tôi dẫn bạn qua nhà tôi chơi được nữa. Gắn lên bạn ơi. Mới có 2 à, TBT mới có 2 à, tụi nó chưa có manh động đâu. Căng lãm lên bạn tôi ơi. Giờ đi ngang qua là sẽ cái máy này sẽ phát sáng không phải không? Rồi. Rồi ok. Tôi nói chung là tôi chuẩn bị dông hết rồi nha. Tôi chuẩn bị mắt. Em để cái đèn ở đây cái. Đúng rồi, Tiểu Ngọc, em biết thương anh đấy. Đó. Ê, tôi cầm đèn nha, tôi cầm đèn nha. Hello Jennifer, can you hear me? If you hear me, give me a sign, please. Hey Jennifer, give me a sign. Hey, chạy ra xe coi lại tên bạn gái tôi tên gì, tôi đọc chấn rồi. Jennifer Martinez. Jennifer Martinez. Hey, hello Jennifer Martinez. If you hear me, give me a sign. Jennifer Martinez, give me a sign, please. Turn up the light. Can you turn up the light? Ê, nó trả lại, nó người lớn rồi. How old are you? Hồi nãy mày thấy cái chữ Adus không? Adus hẹn nghe, nghe nói, tôi nghe nói luôn nè. Hello Jennifer, how old are you? Thấy đèn nó đỏ nè. Where are you? Có nghĩa là nó trả lời mình là cái spirit box. Từ từ. À vậy, đồ ông kiên thiệt chứ. Không, cửa tự khóa rồi, không phải. Không, hồi nãy có tiếng đóng cửa. Vậy quá áp sộm. Ông kiên rồi. Ê, đi đâu hết trơn rồi, chết kệ vậy. Đi hết là ba hàng đi hết luôn. Ê, ra. Bây giờ khoan, cầm cuốn sách lên. Đọc kinh cho nó nghe. Nó có trả lời không phải? Nó có trả lời radio là nó có spirit box. Tích cái đó đi. Ok, cái đó ông tích đi. Rồi tích rồi lên. Bây giờ mình còn nhiều loại lắm. Nó có 5 loại lận, mình chưa biết loại nào, mình phải tìm thêm evidence. Tắt đèn hết cho nó chưa? Chưa. Để tôi vô tôi kiếm đó. Em yêu ơi, em vô nhà nha em yêu. Em yêu ơi. Forget. Thôi đi mình về mấy ông ơi. Ê anh vô nhà. Ê, em đừng có tắt đèn nha em yêu. Em mà Red Hope, ông gọi em yêu vậy không sợ mẹ giận hả? Không. Hey honey, hey Jennifer, where are you? Ni hao. Ba rồi, mất ba rồi. Tí giờ ba rồi. Ni su sama, ni hao. Ni su sama, ni hao. Ni hao la. Bây giờ chuyển qua camera rất coi xem có gì không. Ôi, cái này, ê. Bắt giờ ông nhìn thấy cái chỗ cái máy tắt. Nó tới. Rồi. Tôi đang trong xe, tôi đang trong nhà nè. Thấy rồi, thấy rồi. Ở camera kia. Tôi nấp rồi, tôi nấp rồi. Nó tới chỗ tôi nè. Nè nè, đổ qua camera phòng đâu rồi. Ở đây. Nè, nó đang tới chỗ tôi nè, Nó còn chấp tắt không? Còn. Vừa mới chấp tắt. Thấp rồi. Ê, tôi cần hỗ trợ, nó thiệt, tôi không sợ, để không tôi chết thì lại tìm nhau. Đang vô. Nó đang đứng trước mặt tôi luôn. Hồng Ma đang đứng trước mặt tôi. Tôi vô. Nó đứng trước mặt mà sao cửa không đóng ta? Đúng rồi, nó xuất hiện là cửa phải đóng hết á. Rồi. Hay là nó chỉ xuất hiện để hù thôi. Hello. Rồi, tôi vô tới nè. Đâu đó đâu? Do you want to leave? Nè, tôi gọi đèn ngay mặt nó nè. Không thấy ta. Nó ngay đây nè. Nãy nó đứng ngay đây nè. Ê, nó có viết gì giấy không? Không. Ê, đèn gì xin tắt, đèn này xin tắt, rõ ràng luôn. Đèn này nó mới chấp tắt. Đèn gì xin nó chấp. Hello. Hello, how are you? Jennifer. Đấy, màu đỏ nè, cái này màu đỏ là có người đi qua nãy. Không, vậy lộ mới, màu xanh có người đi qua. Không, màu đỏ là có con gì đi ngang sensor á. Đây nè. Đâu cái đó rồi. Em ơi, chung nó khỏi kẹt tủ đi cái con này. Tôi giả cho cái này vô nè, ghê ra vô nè, đó ghê ra vô tới nè, đó. Tiểu Ngọc, ném tụi cái cây đó Tiểu Ngọc, ném tụi cái cục máy đó. Ok.
Ok. Ơi, sao tắt đèn vậy bạn tôi? Nó tắt. Tôi tắt. Tôi tắt rồi. Bây giờ cho nó ra. Nhỏ này nhát rồi, tôi biết con ma này dạng ma nhát rồi, nó nhát người. Tại cái map này là map dễ nên là nó khó xuất hiện thôi. Không, kiểu ma này nhát người ấy không? Kiểu bạn gái tôi hơi nhát, tôi biết mà, tôi biết tính đó mà. Bây giờ ông liên hệ đó bằng cái radio tới đi. Cái radio nãy nó trả lời không á. Hello, Jennifer. Tên gì nữa tôi quên, bạn gái tôi tên gì nữa rồi? Jennifer Martinez. À, hello Jennifer Martinez. Can you hear me? Coi nước bẩn anh ơi, nghe nước bẩn. Nước bẩn hả? À, có nghe tôi mà nghe tiếng nước nè, không? Đâu, vậy đi ra chỗ nhà vệ sinh rồi. Ê, có cái vòi bị dơ nè, có ai rờ vô đây, nó có rửa chén không? Vợ tôi rửa chén lắm. Có dơ. Không có dơ. Mọi người ơi. Cái game vẫn như nào? Hello Jennifer. Thấy chị ai đặt bye bye. Hello Jennifer. Can you hear me? If you can hear Jennifer me, give me a sign. Jennifer Martinez. Ni hao ma. Hello Jennifer Martinez, can you write on the book? Hello Jennifer Martinez. Can you hear me, Jennifer? Get Martinez. Ủa hồi nãy nó dù. Nó có đứng mình không ta? Không biết nữa. Tôi coi rồi. Nó đứng ở đây, nó đứng trước mặt tôi ngay chỗ quyển sách, ngay chỗ cái đèn. If you can hear me, give me a sign please. Rồi nó mở đèn lên nè, nó đang đứng trước mặt tôi nè. Mấy ông ra xe đi, Ê, just give respond to everyone. Có thứ gì vừa đi ngang qua cái chỗ máy đo của tôi á. Đúng rồi, nãy giờ tôi thấy nè. Mấy ông theo dõi camera đi. Đang theo dõi tôi. Can you give me a sign, Jennifer Martinez? If you can hear me, give me a sign, Jennifer Martinez. Các bạn kêu lỡ giặt nó vào nước đi kìa. Ôi, rớt chanh rồi, rớt đồ kìa, đồ đạc bay rồi kìa. Đồ đạc bay chứ mình không mới rớt á, muốn chanh, cái cuốn chanh mà kế bên cái hình bao mới rớt á, thấy không? Ok, vậy. Ok, hình bao tôi luôn được. Ôi, nãy nói gì mà. Thằng nào bước vô hả? Em giận cuốn hút đây. Chanh ba tôi còn đây nè. Em yêu ơi, bớt khóa nhà mình lại em yêu ơi. Nó tháo bức chanh này xuống rồi nè, thấy không? Nè, thấy nó tháo xuống nè. Em mất dạy quá em yêu ơi, phá quá. Bỏ đi em yêu ơi. bây giờ ra ngoài là để cho Ray hút với lại người yêu của ổng có một giây phút tương tư. Khoan, tôi thấy giờ nước nào mở đâu ta? Nè, tôi mở giờ nước nè, tôi mở nè. Mình nước là nước sạch mà, nước nhìn sạch mà. Cái đầu khoan chưa mở ra, chọn ma lại. Dạo này em yêu tôi khó tính quá à. Dặn cái giờ nước ra nó mới dơ, sau đó chụp hình lại. Dạ hả? Dạ. Ngầu vậy? Bạn thật kinh nghiệm. Mình đừng dứt dạng nào nước. Giò nước ra là dơ đó nè. Dạng như chảy nước dơ ra. À, ra vào. Jennifer Martinez, can you hear me? If you hear me, give me a sign please. À, nếu mà ba tiếp xúc với nước thì nước sẽ bị dơ. À. Có đám khói gần ngay bức tranh của ba nước kìa. Biết rồi, kệ nó, anh thở đó. Cái thằng này. Em yêu ơi. Ê, lỡ như nãy hồi con ma là đàn ông thì sao, không lẽ tôi bị BD vậy? Bí mật sẽ được phát hiện hay không? Đúng rồi. Em nghĩ Jennifer thì có thể em là chắc chắn là gái nha em yêu. Ngoài trời ta đẹp lắm nè em yêu ơi, ra ngoài tắm mưa với anh em yêu ơi. Ra ở chỗ tắm mưa hồi trời đã. Phúc nói chuyện hay gì vậy Phúc? Hả? Em yêu, đứng trước mặt tôi nè. Jennifer Martinez. Discover what? Ủa, nó vẫn không ghi tên gì cuốn sách đúng không? Write on the book something. Nó không ghi hết. Con này kiểu nó nhát quá. Ê, tính ra là ngay chỗ ba tôi có chuyện rồi nè. Ra vô hỗ trợ tôi với. Các bạn nhân viên ơi. Rồi, tôi vô rồi. TBT đang là 6. Nhưng mà nó vẫn im tiếp rồi. Jennifer Martinez. Are you here? Chơi đúng không? If you hear me, give me a sign please. I'm next to you. Write something on the book please. Làm tiếp đi. Activity đang tăng dần nè. Activity là 6 rồi. Chậm tiếp đi, Activity đang 8 nha. Tôi giờ nó bậy, tôi giải mỏ tôi cái. Ok. Chọc có tiếp đi, activity giảm rồi nè. Đây giảm xuống 7 rồi. Hey. Jennifer. Are you so ugly, Jennifer? I never meet someone ugly like you, Jennifer. Jennifer Martinez đọc full tên luôn. Jennifer Martinez, you so ugly. Jennifer Martinez, you so ugly. Đúng rồi, xuống số 1. Are you a boy or a girl? Không. Are you a man or a woman? Are you a man or a woman? Jennifer Martinez, please. Are you a woman or a man? I hope you are a woman.
Kiểm tra nước của nước. Can I go to the basement? Ờ, hai kìa. Ờ, xuống check basement thử coi, bên mình chưa check á. Ok, nhiều khi em nãy giờ với bên mình chờ mình muốn chết. Hình như nhà này không có basement. Có nè. Lên 4 rồi, lên 4 rồi, lên 4 rồi. Ơ, lên 10, lên 10 rồi. Ê, 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 hồi nãy nó dưới chân tôi. Hồi nãy nó dưới chân tôi, nó bò. Nó là còn vẫn còn 10. Mười, 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 nó đang săn á, tắt cái đèn, Ê, tôi thấy có gót ốp, Có gót ốp nha. Ê, cái bóng của nó kìa. Ừ, có cái hạt bay của nó nha. Ôi, nó kìa. Rồi, xuống không luôn rồi. Tôi nghe tiếng nó thở. Đúng rồi. Ê, bạn tôi, no. No, bạn tôi. Rồi, xong luôn rồi. Rồi, xong. Nó giết bạn tôi rồi. Ừ, khoan, nó có gót ốp. Ghi vô giấy nó có gót ốp, cuốn sách ghi cũng được. Jennifer, why you do this, Jennifer? Cầm thanh giá vô đi đi Ngọc. Why you kill my friend, Jennifer? Cầm thanh giá vô đi, bây giờ ông vô cái thốt này, nếu mà nó xuất hiện, ông quăng cái thanh giá mà lúc gờ á. Nếu cái thanh giá biến mất là cái thanh giá có hiệu nghiệm nha. Ok. Oh shit. Đây. Ê, bạn gái tôi đứng trước mặt tôi nữa rồi, bạn nó giết kia em rồi. Khoan khoan. Đúng rồi. Gì? Gà okay. Đón ông vô nhà nữa rồi. Tợ em nhát vô, tôi Ngọc để anh ra. Hey Jennifer, can I go out? Bây giờ này nó có Ghost Orb với là Spirit Box. Nè vô, tôi Ngọc vô. Nó có ba loại nha, một là Potter, Jess, hai là Jin, ba là Me. Tội nghiệp em tôi nó hơi nhát mấy bạn. Nhưng mà Me thì nó hơi nhát. Jin thì nó mới là Jin thì nó mới chủ động tấn công. Bạn tôi chết rồi. Jennifer ác quá, đang đi mở đèn lên thăm chơi mình đó. Jennifer mày ác chú quỷ vậy. Giờ dục qua đúng không? À. Không, khi nào xuất hiện, khi nào nó dí cái đèn chớp tắt á. Mà cửa đóng hết á. Ông nghĩ là nó sắp tới ông rồi, ông quăng rồi. Đúng rồi. Nè, anh mở đèn lên nè, mở đèn lên cho nhà cửa sáng lên nè. Bạn anh mới xỉn rồi mấy bạn. Thôi tôi vô luôn, vô kiểm tra hồ nước coi, chắc chắn sẽ có hồ nước dơ. Nước sạch lắm, Bạn tôi nó nhậu hơi nhiều, nó xỉn mấy bạn, không có gì đâu. Này không phải nó bị gì đâu. Ông tạm thời ông ngủ rồi, không gì đâu. Chạy về em ơi. Hay là muốn chơi lại, ở lại trò chuyện với bạn tôi. Ê. Chú này sạch quá ta, thì tắt nước thôi. Nước sạch mà. Bạn gái tôi giữ nước sạch lắm. Đây mở hết đèn trong nhà lên đi. Ok, nó không ghi giấy hả ta, kỳ thiệt. Ừ, nó không ghi giấy, ơi nãy Kiên thấy đâu, nãy tôi thấy nó bò dưới đất á. Nãy tôi thấy là cảnh thu chết thôi, tôi không thấy gì hết. Để tôi đo nhiệt độ phòng ấy. Ở dưới tầng hầm đẹp lắm nè mấy bạn ơi. Cái gì đây? Này ví dụ mình thấy ngập giá được không ta? Ôi. Nó đỏ nè, không, nào đỏ. Cái chỗ này nè. Ừ, nó có người ở đây chắc chắn ở trong đây rồi, tại nó thử kia anh này rồi. Ừ. Cái map này nó nhỏ lắm, chỉ có thể ở đây thôi. Mấy thằng ma này chơi ác quá. Ừ, mở hết đèn lên đi, mình chọc nó, nãy giờ nó không ra rồi. Nếu nó không ra thì mình chơi nó luôn. Mình mở hết đèn trong nhà lên. Mình trừ tà luôn. Cái gì vậy? Nó cướp hết đèn rồi đó. Tôi đi mở đèn, nó cướp hết đèn, cướp bùi dao rồi. Ừ, cái bước chân. Chân của tôi không nội. Không, của nó đó. Cái tôi phân biệt được hai cái bước chân khác không? À, ông... À, chú Ngọc. À, anh tin tưởng cho em đến đây nha. Ok. Tôi nghĩ là cái mắt mà dành cho ít người nên mình đi nhiều người nên là nó khó xuất hiện. Ừ, từ từ, có chú Ngọc đứng trong đó rồi, cái gì mình cho mình kiểm tra rồi coi. Đi ra ngoài, Phú ơi. Ok. Đi Ngọc phải gọi tên đi Ngọc. Jennifer Martinez. Bấm nút gì gọi không? Bấm chữ B gọi. Chữ B đi gọi, Jennifer Martinez. Jennifer Martinez ơi. Em hát cái bài Phật ở trên cao xa lắm á. Chị tập tám. Ôi. Nãy giờ đầu tỉnh táo của tôi cũng 17 à. Sắp đi rồi đó. Ủa. Bấm chữ B phở bài bò. Bài bò. Tôi nghe mà tôi nghe em nói mà. Jennifer Martinez à. Ồ, lên 8 rồi nha. Ôi, tụi Ngọc cập tức rồi kìa. Jennifer Martinez, ai cứu em không vậy? Jennifer Martinez ơi, Ở đây có anh Good ơi, bắt ngọc đó, nó không được bình thường đâu, Jennifer Martinez ơi. Tiểu Ngọc nó là một cô gái trong công tối đó, Jennifer Martinez ơi. Em nghe anh thì em vô em bóp cổ nó, Jennifer Martinez ơi. Đây! Ơi! Nó kìa! Em ơi, anh đây nè em ơi. Kiếm em hổng rài em ơi. Alo, Jennifer Martinez, kiếm em hổng rài. Hết hồn. Hát rồi, vô hát rồi. Tôi sẽ ám ông.
nó đi lại chỗ anh này tôi học. Nó xuống tầng hầm rồi, xuống tầng hầm á. Sao? Lên xuống hầm tôi nhìn thấy ma. Này kẻ cho tôi học anh chờ chỗ ông ấy, chỗ mấy ông á. Rồi xong. Bắt được giá luôn rồi đó. Rồi luôn. Ê. Tiểu Ngọc chết rồi. No. Jennifer tới đây. Stop. Tới lượt ông bây giờ. Tôi đợi ở đây nè. Ok em nào. Ủa nhớ quăng cái giá mà ta. Ok em nào. Rồi. Ê. Open the door. Bullet. Open the door. Được lắm bạn tôi. Bạn Phúc này. Khóa cửa hả hay gì? Bạn Phúc này, bạn đẹp lắm bạn ơi. Em đẹp lắm anh yêu em. Phúc ơi, giờ mở cửa cho tôi Phúc ơi. Em đẹp lắm anh yêu em. Ok. Nó khóa cửa rồi Phúc ơi. Ai là người cầm thanh giá thì người ta sẽ dễ chết hơn. Vậy hả? Ờ đúng rồi, trong phim cũng dễ. Trời đất ơi. Ủa, sao mình dùng thanh giá nào mà không tác dụng gì vậy? Ok, tới đây là được rồi, Phú ơi đi về Phú ơi. Bạn tôi chết hết rồi. Mà khách okay. Mình chọn là con gì? Bây giờ nghĩ là con gì? Thì tôi nghĩ nó là Uni á ba. Tôi nghĩ là Rat. Không, bây giờ mình cái đầu tiên là Spirit Box. Cái evidence đầu tiên là Spirit Box, tại nó trả lời không? Ừ. Cái thứ nhì là God Up, tôi thấy nó qua camera. Cái thứ ba là chưa biết thôi. Cái ba tôi nghĩ là Freezing Temperature. Rồi xong. Me ơi. Tôi nghĩ là nó là Me. Nó là chỉ có me thôi, chỉ là me thôi, chắc chắn là me luôn. Ủa me mà nó không dữ vậy hả? Dang. Nó đâu dữ đâu, nãy mình đợi nó dài lâu lắm á, chứ mấy con khác lại xuất hiện liền đúng không? Rồi về, bạn tôi chết rồi. Trời. Hai kia nó cũng trả giá rồi. Hai chúng ta còn sống là được rồi. Ừ, hai kia trả giá rồi, được rồi. Về anh em ơi. Vô đọc bùa chú chứ chết luôn. Nãy giờ cái thằng làm nó không trả giá, mà hai thằng không làm nó phải trả giá. Ok, 12 giờ đi em ơi. Đúng mà kìa me kìa, thấy không? Me đúng rồi, hành làm đôi. Ê ê. Ê mấy ông ở đây chơi tiếp với tôi mở thực tế ảo lên tôi chơi cho nó đáng sợ. Ok, tôi hay, ok, tôi ok. Review rồi, ông nhẹ thôi, che ra review. Nhẹ thôi, đừng kêu, che ra. Ê bác ơi. Tôi chết tôi mới hết đồ bác. Ờ đúng rồi, chết hết đồ. Gì vậy nào? Giật mình á. Ok mấy bạn ơi. Happy nãy giờ kiểu nó buồn ngủ bạn ơi. Mèo, mấy bạn muốn coi mèo không? Tao. Bạn muốn coi mèo không? Tao. Thôi, up đi. Tôi bật mèo lên cho bạn coi ha. No. À chéo. Wow. Đó, có mèo á mèo. Rồi ok, mình up stream đi bạn ơi, mình bật cái ảo lên mình chơi đây. Chứ nãy giờ mấy bạn mình nó gà bạn ơi, nó không làm mình sợ được. Căn bản là game này không đủ trình là mình sợ bạn. Chứ giờ tôi nói thiệt với bạn nha. Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nè. Chơi game xong phải kể chuyện ma cho bạn thoát hết ra luôn. Có nghe chuyện không? Không hả? Happy, Happy biết là đây không? Đây, biết rồi, biết Happy buồn ngủ rồi, Happy lại đây. Cái khu vực mình đang ở nè Happy. Cái khu vực mình đang ở nè, nói nghe. Cái khu vực mình đang ở nè. Là cái chỗ này, đi mở đèn đi bà nội. Tới hồi khu vực mình đang ở tối quá, đi mở đèn đi. Tối quá rồi, nó sợ rồi. Tôi đi mở đèn nè. Happy bị rán nè bà ơi. Rồi ôm con này đi. Rồi. Sao đuổi cô Sin luôn? Cho cô Sin tiến hành đi con. Rồi đuổi cô Sin đi luôn rồi. Giờ sợ yếu dầu yếu cẳng đó nãy giờ rồi. Giờ dám đi về mình không? Đi về mình đi con. Đạp xe về đi Happy ơi. Đi. Đạp xe về đi. Xăm luôn. Đó các bạn thấy quang cảnh cái khu vực này rồi đó các bạn. Jennifer Martinez. Tại sao tụi ở con mình? Vô đọc bùa chú cái gì? Trong cuốn sách nó nói là me là những con nó khá nhát. Me với xây nó nhát lắm. Mai thời nó nhát, nó bóp cổ hai thằng. Tại không, mình ở đó cũng lâu lắm rồi đó. Tại vì mình xuống thấp quá, cái chỉ số mình xuống 4-mấy% rồi. Thường là mấy con kia là 8-mấy% nó cũng xử không luôn. Ok, bây giờ mình sẽ up live stream nha mọi người. Bây giờ mình sẽ up live stream để mình bật thực tế ảo lên để mình chiến cái game này. Chứ cái vô game đọc bùa mình sợ. Vô đọc bùa. Đã bóp cổ chứ. Đã bao tử quá, không em. Thôi nói vậy chứ. Ốp mấy bạn ơi, tiếp đi anh ghiền quá. Em đừng có xạo. Trời ơi, quá trời luôn, like tiếp đi anh, like tiếp đi. Đọc tên em đi. Tôi chưa tắt mèo ơi. Tắt nha. Rồi, mèo kêu mình tắt kia mà kìa. Thôi mình tắt nha mấy bạn ơi. Chúc mấy bạn ngủ ngon nha. Đang vui mà thôi mèo kêu mình tắt mấy bạn ơi. Bye bye mấy bạn nha. Hẹn gặp lại mấy bạn trong livestream tiếp theo của mình. Bye bye mọi người. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.